Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 2151, Điền Thanh 1. Biết rõ đối phương muốn đối phó mình, lại không nghĩ rằng tàn nhẫn như thế, trực tiếp dùng hình với Tôn Cường. Tục ngữ nói, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, Tôn Cường là quản gia của hắn, ngay cả truyền tin cũng không, trực tiếp bắt tới, còn dùng hình pháp, rõ ràng không có để hắn vào mắt. Có ý tứ gì? Trung Thanh Vương hừ lạnh. Để Minh Phó Điện Chủ đến. Rầm rầm. Hắn vừa dứt lời, hai hộ vệ mang theo một bóng người đi đến. Nhìn rõ ràng bộ dáng của đối phương, khuôn mặt của Trương Huyền trầm xuống. Hắn nhận thức, đúng là Tĩnh Viễn Thành Độc Điện Phó Điện Chủ Minh Chân. Lúc trước gia hỏa này vì đệ tử ra mặt, tìm bản thân phiền toái, huyên náo toàn bộ độc điện biến thành phế tích, tội ác tày trời. Không phải là bị điện chủ Nhược Thanh Viễn lấy hình phạt độc sát rồi sao? Sao lại còn sống? Hơn nữa nhìn bộ dạng, không có chút tổn thương nào, thực lực tựa hồ càng tiến một bước. Chẳng lẽ độc điện xảy ra biến cố? Mấu chốt nhất là, trên người Tôn Cường mang theo xiềng xích trầm trọng, đối phương lại không có cái gì, giống như khách quý của Trung Thanh Vương, khiến sắc mặt hắn có chút âm trầm. Bái kiến vương gia. Minh Chân ôm quyền. Ân, ngươi nói những gì mình biết đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trung Thanh Vương nói. Ta là Hồng Viễn Đế Quốc, Tĩnh Viễn Thành Độc Điện Phó Điện Chủ Minh Chân. Vị Tôn Cường này ở hơn 2 tháng trước cải biến bộ dáng, chuyên đi qua Độc Điện, tự xưng truyền nhân của tổ sư khai phái. Là một vị độc sư hết sức lợi hại, ta dùng độc cũng xa xa không bằng. Minh Phó Điện Chủ nói ra chuyện phát sinh lúc trước ở Độc Điện. Về sau, hắn giao tổ sư khai phái cho Bạch Độc Sư cùng Hải Độc Sư, rời đi rồi, ta vốn bị hình phạt độc sát, may mắn người cho ta uống thuốc độc là đệ tử của ta, lúc này mới được cơ hội đào thoát. Truyền nhân của tổ sư khai phái Độc Điện, hộ tống tổ sư, không phải chính tai nghe nói, cũng không thể tin là thật. Trương Sư, Tôn Cường này thân là quản gia của ngươi, nhưng lại là một vị độc sư lợi hại như thế. Ngươi còn có lời gì để nói? Trung Thanh Vương cười lạnh nhìn lại. Chỉ bằng cái này, nói ta cấu kết độc sư, không xứng làm danh sư. Còn tưởng rằng đối phương nắm giữ chứng cứ gì, nghe thế, Trương Huyền lắc đầu. Không nói trước Minh Chân này thân phận đáng tin hay không, chỉ nói thân là người Độc Điện, Thanh Nguyên Đế Quốc người người hô đánh, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Chẳng lẽ, Trung Thanh Vương ngươi cũng có cấu kết với Độc Điện? Có lẽ, thực giống như những người khác nói, bản thân ngươi chính là một vị độc sư. Càn rỡ! Trung Thân Vương hét lớn. Càn rỡ hay không, không phải ngươi định đoạt. Trương Huyền khoát tay áo, cắt ngang hắn nói, vẻ mặt không sao cả. Thiên hạ người tên Tôn Cường nhiều lắm, một câu, nói người kia là quản gia của ta. Có chứng cứ gì không? Nếu như ta bắt một con chó, phong nó là Trung Thanh Vương, chó chạy ra đường ăn phân, như vậy có tính ngươi thích ăn phân không? Lại nói, nếu quản gia của ta thật sự là truyền nhân của tổ sư khai phái, các ngươi hành hạ hắn như vậy, khẳng định sớm đã bị độc chết. Ngươi, không nghĩ tới gia hỏa trước mắt này nói chuyện tức điên người như thế, Trung Thanh Vương thiếu chút nữa thổ huyết, sắc mặt xanh mét. Biết rõ thân phận của hắn, chúng ta liền trực tiếp khống chế, căn bản không có cho hắn cơ hội hạ độc. Vị Minh Chân này, thân phận vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, hơn nữa đã rời Độc Điện, bỏ gian tà theo chính nghĩa, dẫn người của chúng ta tiêu diệt Độc Điện. Tiêu diệt Độc Điện. Trong lòng Trương Huyền lộp bộp thoáng cái. Tĩnh Viễn Thành Độc Điện, tuy rất lợi hại, nhưng mà nếu như Thanh Nguyên Đế Quốc xuất thủ, lại có nội ứng mà nói, hoàn toàn chính xác rất khó chống đỡ được. Độc Điện bị diệt, không biết Hứa Du trưởng lão như thế nào. Không nghĩ tới ngắn ngủn hơn 2 tháng thời gian, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Không sai, mặc kệ trước kia hắn như thế nào, chỉ bằng vào chuyện này, cũng đủ để nói rõ lập trường, không có khả năng tùy ý nói dối. Hắn báo quản gia của ngươi Tôn Cường, nói có lý có cứ, ta cũng chuyên môn thẩm vấn qua người Độc Điện, lấy được thuyết pháp giống như đúc. Tự nhiên đã chứng minh sự tình là thật. Đứng dậy, Trung Thanh Vương hất tay. Thân là chủ nhân, lại giữ độc sư cùng hung cực ác ở bên người, bỏ qua quy củ của danh sư đường. Vì đế đô an toàn, ta tự nhiên có quyền lực ngăn chặn ngươi. Vì đế đô an toàn, Trương Huyền ta đường đường chính chính, danh sư được danh sư đường khảo hạch qua, coi như có vấn đề gì, cũng có danh sư đường phán quyết, ngươi. Ta nhớ được, Thanh Nguyên Đế Quốc danh sư đường, không quy ngươi trưởng quản A. Danh sư phạm sai lầm, có danh sư đường phán quyết, một vương gia đế quốc mà thôi, có tư cách sao?
ta biết rõ không có tư cách, vì vậy cố ý bẩm báo danh sư Đường Điền Thanh phó đường chủ, để hắn tự mình làm ra quyết đoán. Trung Thanh Vương ôm quyền, ánh mắt lại nhìn về phía vị lão giả ở một bên kia. Đúng là người khiến Trương Huyền vừa vào cửa, liền cảm thấy có chút kiêng kỵ. Điền Thanh, nghe được tên, nhớ tới một sự kiện, ánh mắt Trương Huyền lập tức híp lại. Dầm ào ào. Chương 2152, Điền Thanh 2. Chưa kịp nói chuyện, lão giả liền đứng dậy, lúc này mọi người mới chú ý, huy chương trước ngực hắn có 7 vì sao lóng lánh ra hào quang. Danh sư Thất Tinh, Phó Đường Chủ, Lạc Thất Thất, Ngọc Phi Nhi đều lộ ra cảnh giác liếc nhìn Trương Huyền. Không có danh sư còn dễ nói, đối phương ngay cả Thanh Nguyên Đế Quốc danh sư Đường Phó Đường Chủ cũng mời tới, liền có chút khó làm rồi. Quả nhiên đến có chuẩn bị. Rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, trong lòng Trương Huyền suy tính. Lúc trước hắn nghe Ngô Sư giới thiệu Thanh Nguyên Đế Quốc danh sư Đường, biết rõ một ít tin tức. Đường chủ Quách Thiên Trạch, thực lực đạt tới xuất khiếu cảnh sơ kỳ, nhiều năm trước không lộ diện, mặc kệ sự tình trong nội đường. Hiện tại hầu như tất cả mọi chuyện đều do Điền Phó Đường Chủ tiến hành phán quyết. Nguyên nhân chính là như thế, vị trước mắt này, mặc dù chỉ là Phó Đường Chủ, trên thực tế lại có quyền lực như Đường Chủ, địa vị cực kỳ tôn sùng. Còn tưởng rằng Trung Thanh Vương là tiểu đả tiểu nháo, cố ý để mình khó xử, coi như muốn tìm phiền toái, cũng không mang đến tính tổn thương thực chất, không nghĩ tới lại mời vị này đến. Người này nắm giữ danh sư Đường một phương, có được quyền lực câu thông tổng bộ, một khi xác nhận bản thân cấu kết độc điện, chỉ sợ nói nhiều hơn nữa cũng rửa không sạch. Đương nhiên, tuy danh tiếng của độc điện không tốt, nhưng chỉ cần không có làm ra quá nhiều chuyện ác, coi như nói ra, nhiều nhất danh dự bị hao tổn mà thôi. Trương sư, ta nghe nói qua rất nhiều chuyện của ngươi, biết rõ thiên phú cùng năng lực của ngươi. Nhìn lại, Điền Thanh phó điện chủ mỉm cười. Trung Thanh Vương chủ quản phòng vệ Thanh Nguyên Thành, cha được Tôn Cường là độc sư, tự nhiên phải cẩn thận truy xét, cũng không phải là tận lực tìm ngươi phiền toái. Hôm nay sở dĩ sự ở chỗ này, mà không phải danh sư Đường, chính là không muốn khiến sự tình náo lớn, tổn hại danh tiếng của danh sư học viện. Nói đến đây, nhìn thoáng qua Minh Chân, tiếp tục nói. Thân phận của Minh Chân độc sư này, ta từ đầu tới cuối kiểm tra đối chiếu qua, cũng chuyên môn kiểm tra đo lường, không có nói sai. Bất quá, người yên tâm, tuy Tôn Cường là độc sư, người sớm không biết rõ tình hình mà nói, danh sư Đường cũng sẽ xét xử lý, sẽ không chủ quan một gậy đánh chết một vị viện trưởng thiên tài. Mặc dù là độc sư, nghe được đối phương nói chắc chắc như thế, Trương Huyền nhăn mày lại. Nếu như Điền Phó Đường Chủ từ đầu tới đuôi xem qua, Tôn Cường có phải độc sư hay không? Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Bất kể nói thế nào, đối phương cũng là danh sư Thất Tinh, Tôn Cường có phải độc sư hay không, chỉ cần hơi chút quan sát có thể dò xét rõ ràng, giờ phút này lại khẳng định, rõ ràng đang giúp đỡ đối phương nói chuyện. Độc sư, quanh năm uống thuốc độc, luyện độc, từ bề ngoài nhìn lên tuy không khác thường nhân, nhưng cẩn thận quan sát mà nói, tình huống trong cơ thể, cùng tu luyện giả bình thường là hoàn toàn bất đồng. Độc sư lợi hại, một giọt huyết dịch cũng có thể đủ độc sát một thành thị. Tôn Cường tu luyện là thiên đạo công pháp bản rút gọn đường đường chính chính, tuy không chăm chỉ, nhưng chân khí tinh thuần, cùng độc sư nửa xu quan hệ cũng không có, hắn không tin đối phương nhìn không ra. Vị Tôn Cường này, coi như không có thực lực độc sư lục tinh, nhưng đưa tổ sư khai phái của độc điện về, liền phạm vào sai lầm thật lớn. Tổ sư khai phái của độc điện được xưng là tai họa thân, một thân kịch độc, hủy diệt bát phương, người như vậy, đưa về tổng bộ, vô luận từ phương diện nào mà nói, đều khó có thể tha thứ. Mấy vạn năm trước nhân tộc cùng dị linh tộc đại chiến, công hội của đế quốc nhất đẳng khả năng không có ghi chép, nhưng ta ở công hội đế quốc liên minh thấy qua, dị linh tộc độc sát qua không biết bao nhiêu danh sư, sinh linh đổ thán, vị tổ sư khai phái này tội ác tày trời. Điền Phó Đường Chủ ngôn từ chính nghĩa, hai đầu lông mày mang theo vẻ trách trời thương dân. Nhân tộc, dị linh tộc đối chiến, tử thương vô cùng nghiêm trọng, không biết bao nhiêu danh sư chết ở dưới kịch độc, nếu như không có độc điện tổ sư, sẽ không có chức nghiệp độc sư, cũng sẽ không có tình huống thảm như vậy. Có thể nói, vị tổ sư này là địch nhân của nhân tộc. Thân là danh sư, hạ nhân hộ tống độc điện tổ sư lại không quản thúc, danh sư Đường ban cho ngươi thân phận đặt chỗ nào? Trách nhiệm danh sư thủ hộ nhân loại đặt ở chỗ nào? Điền Phó Đường Chủ nói tiếp. Đương nhiên, chỉ cần ngươi thừa nhận chuyện này, không hiểu rõ tình hình, danh sư Đường tất nhiên sẽ phạt nhẹ. Tổ sư khai phái của độc điện,
Loại này chuyện ma quỷ, Điền phó đường chủ cũng có thể tin tưởng. Trương Huyền lắc đầu. Nếu như ta nhớ không lầm, vị tổ sư khai phái này, hẳn là nhân vật cùng thời đại với Khổng sư A. Nhân vật mấy vạn năm trước, ngay cả Khổng sư cũng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy vị này, có thể trải qua thời gian hạo kiếp, sống đến bây giờ? Ta không tin, nhưng mà đối phương không cần thiết nói dối, cũng không có lý do gì nói dối. Theo ta được biết, thiên nhận danh sư cũng xuất hiện, tổ sư khai phái của độc điện phục sinh, không có lửa thì sao có khói. Điền phó đường chủ nói. Thiên nhận danh sư. Trương Huyền cười nhạo. Điều này sao có thể, nếu quả thật có, khẳng định sớm đã danh dương thiên hạ, làm sao có thể im hơi lặng tiếng, ta thân là danh sư lục tinh, nghe cũng không có nghe qua. Ta cũng là căn cứ phong sư điện xuất hiện tình huống đoán ra được, trước mắt hết thảy tin tức đều bị giữ kín, coi như là thanh nguyên phân bộ, người biết cũng không nhiều. Điền phó đường chủ nhẹ gật đầu. Tuy nghe vô cùng hoang đường, nhưng mà thân là danh sư, quan hệ lấy hàng tỷ sinh mệnh, vẫn phải xử lý thận trọng. Phó đường chủ có ý tứ là, rất đơn giản, vị tôn cường này, tội ác tày trời, tru sát ngay tại chỗ. Trương sư thân là chủ nhân, nhưng không có phát hiện. Tuy tội danh không nặng, nhưng cũng không thể khinh thường, lưu đày địa quật 3 tháng, lập công chuộc tội. Điền sư nói, ngay tại chỗ tru sát, lưu đày địa quật 3 tháng. Nghe được quyết định của đối phương, Trương Huyền như nghe được chê cười, nhíu mày, vỗ vỗ bờ mông đứng lên. Nếu như, ta không muốn thì sao? Chương 2153, Đại Náo Vương Phủ 1. Đi vào địa quật 3 tháng, không liên lụy chức nghiệp danh sư, tuy không tính là trừng phạt rất nặng, cũng tuyệt đối không nhẹ. Địa quật là nơi giao hội của danh sư đại lục cùng chiến trường ngoại vực, sát lục chi khí nồng đậm, thỉnh thoảng còn sẽ có dị linh tộc xuất hiện, nguy hiểm thật lớn, lâm vào trong đó, có thể nói cửu tử nhất sinh. Bình thường đều là danh sư phạm vào sai lầm thật lớn, tự nhận là tội ác khó chuộc, mới có thể đi vào, tranh thủ dùng cuộc đời còn lại của mình báo đáp nhân tộc. Tựa như Lục Phong viện trưởng lúc trước. Không nói trước, Tôn Cường không phải độc sư, coi như phải. Không có làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, thì không thể nói tới tội ác tày trời, mặc dù là danh sư, cũng không có tư cách giết chết, mà mình thân là chủ nhân, càng sẽ không bị liên quan đến. Đường đường danh sư đường phó đường chủ quản phân bộ một phương, lại có thể cho ra dạng phán quyết này. Quả thực nực cười. Điền phó đường chủ ngoài vòng pháp luật khai ân, cho người đãi ngộ khoan dung độ lượng như thế, không lĩnh tình thì thôi, rõ ràng còn muốn cự tuyệt. Những mày... Trung Thanh Vương hét lớn. Loại đãi ngộ khoan dung độ lượng này, chính ngươi giữ đi. Lười để ý đến đối phương, Trương Huyền đi vào trước mặt Tôn Cường. Dầm ào ào. Thấy hắn đi vào trước mặt, hai hộ vệ khống chế Tôn Cường đồng loạt rút ra binh khí, vẻ mặt cảnh giác. Bất quá, trường kiếm trong tay vừa mới ra khỏi vỏ, không có bất kỳ động tác, liền giòn vang cắt thành hai đoạn, mũi kiếm không biết bay đi nơi nào, sau đó cũng không thấy được Trương Huyền có động tác gì. Hai hộ vệ kêu lên một tiếng, bay ngược ra, trùng trùng điệp điệp dán ở trên cây cột, ngất đi. Để ngươi chịu ủy khuất. Thở dài một tiếng, kim hồn tỏa trên người Tôn Cường lập tức bay ra, rơi trên mặt đất, Trương Huyền cong ngón búng ra. Xì 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 xì. Người sau bị trọng thương, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Thực lực của Tôn Cường thấp hơn hắn quá nhiều, dùng thiên đạo chân khí khôi phục thương thế, không cần tốn nhiều sức. Càn rỡ. Trương Huyền, nơi này là Thanh Nguyên Thành, không phải Hồng Viễn Đế Quốc của các ngươi. Không tôn sùng danh sư đường răn dậy, tự mình làm việc, xem thường lễ pháp, tùy ý làm bậy, thật sự là to gan, người đâu, bắt hắn lại cho ta. Trung Thanh Vương hét lớn. Rầm rầm, kèm theo lời của hắn, một đống người lập tức từ ngoài cửa vọt vào. Thiếu gia, chứng kiến thiếu gia vì hắn ngạnh kháng Thanh Nguyên phong hào đế quốc đệ nhất vương gia, sắc mặt Tôn Cường trắng bệch. Trong lòng có dòng nước ấm chảy xuôi. Xé rách ra mặt với danh sư đường phó đường chủ, cực kỳ có khả năng bị mất tiền đồ, thiếu gia không có chút do dự gì, chỉ vì cứu một hạ nhân như hắn. Phần ân tình này, còn lớn hơn thiên địa. Lạc Thất Thất, Ngọc Phi Nhi cũng cảnh giác đứng ở hai bên. Bắt ta, Trung Thanh Vương, ngươi là thật không sợ chết, hay cảm thấy ta không dám giết ngươi? Không nhìn rất nhiều hộ vệ vào tới, Trương Huyền xoay người nhìn Trung Thanh Vương. Giết ta, hặc hặc, một danh sư lục tinh từ đế quốc nhất đẳng tới, cơ duyên xảo hợp có chút thực lực, liền nói khoác không biết ngượng. Ngươi không nghe Điền đường chủ nói, chẳng khác nào trái ngược quy định của danh sư đường.
hiện tại ta liền thay danh sư đường thanh lý môn hộ. Cười lạnh một tiếng, khí tức trên thân Trung Thanh Vương mãnh liệt bay lên, thời gian nháy con mắt, liền tích góp tới đỉnh phong. Không khí chung quanh vặn vẹo, dường như ở dưới nguyên thần của hắn khống chế bị gấp lên. Thánh vực tứ trọng, nguyên thần cảnh đỉnh phong. So sánh với Ngô sư vừa tiến vào Khâu Ngô cung cũng không kém nhiều, sức chiến đấu thậm chí vượt qua trận pháp sư công hội Hàn hội trưởng. Trung Thanh Vương, bất kể nói thế nào, Trương sư cũng là danh sư, mặc dù có sai, cũng phải mang về danh sư đường thẩm vấn, bắt lấy là được, không được giết. Thấy khí tức của hắn bạo tăng, Điền Thanh phó đường chủ bàn giao một câu. Phó đường chủ yên tâm, ta có chừng mực. Cười lạnh một tiếng, bàn tay của Trung Thanh Vương chảo một cái, toàn bộ đại điện như bị mây đen bao phủ, lực lượng như sóng biển điên cuồng phun tới. Vị đệ nhất vương gia này, không biết tu luyện pháp quyết gì, không chỉ lực lượng hùng hồn, chân khí vọt tới, còn cho người một loại cảm giác lâm vào sa trường, tựa như bốn phía đều là huyết dịch, trước mắt một mảnh huyết hồng, khó có thể tự kiềm chế. Cái này là đại huyết bào bí pháp. Chứng kiến chiêu này, Lạc Thất Thất nhíu mày, mang theo lăng lệ ác liệt. Đại huyết bào bí pháp là công pháp coi trọng khí tức sát lục nhất của Thanh Nguyên Đế Quốc, tu luyện công pháp này, cần huyết dịch bồi dưỡng mới có thể tiến bộ, một khi thi triển, thấy máu mới về. Cực kỳ quỷ dị, coi như là Khuynh Hải công đồng cấp, muốn thắng được cũng rất khó. Lạc Thất Thất vội nói. Chỉ là chiêu này có thương tổn thiên đạo, danh sư cùng chiến sư không có người học. Không nghĩ tới hắn đường đường một vương gia lại đi học. Lão sư, cẩn thận. Tôm tép nhãi nhép mà thôi. Thấy vẻ mặt của nữ hài tràn đầy lo lắng, trên mặt Trương Huyền không khẩn trương chút nào, ngược lại nhẹ nhàng cười cười, ngón tay búng ra. Vèo. Kim hồn tỏa lập tức bay ra ngoài, tốc độ nhanh như tia chớp, thời gian nháy con mắt liền đi tới trước mặt Trung Thanh Vương. Trưởng lực hùng hồn, đối với kim hồn tỏa cấp tốc vào tới, lại không có ngăn trở mảy may, chỉ nháy mắt liền xuyên thấu trưởng lực, xuất hiện ở trước mặt vị đệ nhất vương gia kia. Bành. Kim hồn tỏa đánh vào ngực, sắc mặt Trung Thanh Vương đỏ bừng, phun ra một ngụm máu tươi. Đăng 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 đăng. Liên tục lui về sau 7-8 bước, lưng đâm vào trên ghế ngồi, cái ghế không chịu nổi lực lượng lập tức nổ vỡ nát. Chân khí trong cơ thể sôi trào, phát ra gào thét như thủy triều, lúc này Trung Thanh Vương mới ổn định thân hình, chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Chương 2154, Đại Náo Vương Phủ 2. Hắn là thánh vực tứ trọng nguyên thần cảnh đỉnh phong, đối phương bất qua thánh vực nhị trọng thần thức cảnh đỉnh phong. Kém trọn vẹn hai đại cấp. Dựa theo đạo lý, căn bản không có khả năng vượt qua, nhưng đối phương nhẹ nhõm một kích, liền phá trường lực của hắn, không chỉ như thế, còn nhẹ nhõm đánh lui. Không khỏi quá đáng sợ đi. Không chỉ hắn, ngay cả Điền Thanh phó đường chủ cũng kìm lòng không được sửng sốt. Hiển nhiên, sức chiến đấu của Trương Huyền đã vượt ra khỏi khả năng suy nghĩ, coi như là hắn cũng bất ngờ. Khó trách dám lớn lối như vậy, nguyên lai có dựa vào, bất quá chỉ chút thực lực ấy mà nói, vẫn ở lại đây đi. Ra hiệu Điền phó đường chủ không cần xuất thủ, Trung Thanh Vương thét dài, năm ngón tay liên tục bắn ra, bàn tay khẽ đảo, như một lá sen móc ngược xuống. Tam thu trưởng. Trương Huyền nhận ra được. Võ kỹ ở chiến sư đường đều nhìn qua một lần. Còn dung hợp chung một chỗ, chiêu này sớm đã học thuộc lầu, quen thuộc không thể lại quen thuộc hơn. Tam thu hoa quế, 10 dặm hoa sen. Uy lực của chiêu này đại tinh la chỉ lực chút nào, ở chiến sư đường cũng có chút danh tiếng, không ít chiến sư tiêu phí mấy chục năm công phu mới có thể thành tựu, không nghĩ tới Trung Thanh Vương lại đạt đến đại thành. Võ kỹ lợi hại như thế, phối hợp đại huyết bào bí pháp, toàn bộ đại điện như thoáng cái lâm vào vũng bùn, hoa sen màu đỏ như máu, nhiều đóa nở rộ. Như tùy thời thu gặt lấy linh hồn cùng sinh mệnh của con người. Chiêu này gặp được chiến sư khác, hoàn toàn chính xác rất khó giải quyết, coi như là đám người Liêu đường chủ, chỉ sợ cũng phải tạm lánh phong mang. Đáng tiếc, người dùng sai đối tượng. Lắc đầu, Trương Huyền không lùi mà tiến tới, tiến về phía trước một bước, bàn chân dẫm ở trên một đóa hoa sen màu đỏ như máu, ngón tay giơ lên điểm tới. Ô, ô, ân. Đầu ngón tay có tinh thần lóng lánh. Ánh sáng của Dạ Minh Châu ở trên nóc phòng cũng bị che mờ. Kiếm quang từ đầu ngón tay xì ra, thời gian nháy con mắt liền phá vỡ ra tam thu trưởng, ngay sau đó liền chứng kiến Trung Thanh Vương điên cuồng phun ra máu tươi, bay ngược ra sau. Rầm rầm, bụi đất tung bay, đá vụn bay loạn. Ngươi biết, thiếu sót của tam thu trưởng.
Trung Thanh Vương không thể tin được. Dựa theo tình huống bình thường, Đại Tinh La chỉ lực cùng Tam Thu trưởng cấp bậc giống nhau, uy lực tương tự, coi như va chạm nhau, cũng không có khả năng dễ dàng thất bại như thế. Nhưng mà Trương Huyền này, không biết làm sao biết thiếu sót trong chiêu này của hắn, điểm vào trong đó, lúc này mới dẫn đến chân khí của hắn rối loạn, ngay cả một chiêu cũng không có chịu đựng được, liền bị trọng thương. Chẳng muốn trả lời đối phương hỏi thăm, chắp hai tay sau lưng, Trương Huyền giống như không có trải qua chiến đấu, mây trôi nước chảy nhìn về phía Tôn Cường cách đó không xa. Hắn hại ngươi thảm như vậy, xử trí như thế nào? Xuyên qua xương tỳ bà của ta, nếu có cơ hội, cũng muốn đâm thủng hắn. Để hắn thừa nhận loại thống khổ này. Tôn Cường nghiến răng. Đơn giản. Nhẹ nhàng cười cười, bàn tay của Trương Huyền giơ lên. Phần phật. Kim hồn tỏa lập tức bay lên, như trường xà dữ tợn. Không nghĩ tới vị trước mắt này, lại có thể cùng một hạ nhân thương nghị, xử trí hắn như thế nào, Trung Thanh Vương tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hét lớn một tiếng. Còn chưa động thủ. Dầm ào ào. Kèm theo phân phó của hắn, rất nhiều hộ vệ vừa rồi xông lại lập tức gầm thét vào tới. Hừ. Chẳng muốn xoay người, bàn chân của Trương Huyền đạp mạnh trên mặt đất. Dầm ào ào. Một đạo gợn sóng từ dưới chân lóng lánh lan ra, thời gian nháy con mắt, trận pháp trong đại sảnh như bị kích hoạt, rất nhiều hộ vệ bị chắn ở bên ngoài, vô luận chạy như thế nào, cũng không tới được trước mặt. Người ở trong mắt ta cũng không coi vào đâu, thực cho rằng một ít âm mưu a cẩu cũng có thể đỡ nổi ta. Nhìn về phía Trung Thanh Vương, Trương Huyền nhíu mày. Hết thảy cung điện của chiến sư đường toàn bộ học qua một lần, thực lực của hắn đạt đến tình trạng vô địch nguyên thần cảnh, coi như đối phương không kém. Nhưng so với hắn lại không là cái gì. Dầm ào ào. Lời nói kết thúc, kim hồn tỏa thẳng tắp dựng thẳng lên, tựa như một con rồng lớn, tùy thời có thể thôn phệ người. Phó đường chủ cứu ta. Biết không phải đối thủ, tuy thanh niên trước mắt này tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực lại vượt quá tưởng tượng, Điền Thanh rút cuộc chẳng quan tâm thể diện, lên tiếng hét lớn. Dừng tay, nếu không ta liền hạ danh sư tỏa lệnh, người không cách nào đào thoát. Điền Thanh cũng nhìn ra Trung Thanh Vương không phải đối thủ, lắc đầu, tiến về phía trước một bước, bàn tay dựng thẳng lên, đang muốn cắt ngang Trương Huyền công kích, chợt nghe vù vù một tiếng, một cái lô đỉnh thật lớn không biết từ chỗ nào bay tới. Phù phù, trực tiếp nện ở trên đầu, liền nằm trên mặt đất, biến thành một chữ đại. Chủ nhân, gia hỏa ngươi muốn ta đập ở đâu, xem ta không luyện hắn thành than đá. Trương Huyền. Điền Thanh phó đường chủ. Chương 2155, đánh phó đường chủ 1. Nói chuyện đúng là Kim Nguyên Đỉnh. Trương Huyền đã thành Khải Linh Sư, có được năng lực Khải Linh, thời điểm ở chiến sư đường tiến hành các loại sông cửa, đã tìm cơ hội làm Kim Nguyên Đỉnh tỉnh lại. Tuy hứa phó hội trưởng khó có thể làm được, để ra hỏa này thanh tỉnh ý thức lúc trước, nhưng hắn tu luyện thiên đạo Khải Linh chi pháp, cẩn thận một chút mà nói, cũng không khó. Trước khi Kim Nguyên Đỉnh hôn mê thì đến được nguyên thần cảnh đỉnh phong. Trải qua lôi đình tẩy lễ càng có đột phá, giống như Ngô Sư, dĩ nhiên đạt tới nửa bước xuất khiếu cảnh. Chỉ cần có đầy đủ tài liệu, luyện chế lại một lần, đột phá xuất khiếu chỉ là vấn đề thời gian. Thực lực bạo tăng, hơn nữa thân là thánh khí trung phẩm, lực lượng vô cùng cường đại, Điền Thanh phó đường chủ còn không có kịp phản ứng, liền bị vỗ vào mặt đất, thê thảm không thể lại thê thảm. Hắn ở dưới người ngươi, ta chỉ là để cho ngươi ngăn cản, không phải bảo ngươi giết người. Thấy gia hỏa này không đáng tin cậy như thế, vừa xuất hiện liền đập bay Điền Thanh phó đường chủ, Trương Huyền che chán, cảm giác im lặng. Ngươi không thể nhìn xem rồi mới động thủ sao? Cái này tốt rồi, đường đường phó đường chủ bị đập thành như vậy, làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Phía dưới, Kim Nguyên Đỉnh sững sờ, dịch thoáng cái, quả nhiên thấy một chữ đại nằm ở trên mặt đất, người ngay đơ. Ách, chủ nhân, ta không phải cố ý. Hơi lúng túng lên tiếng vang lên. Muốn chết. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, Điền Thanh phó đường chủ mãnh liệt từ mặt đất bay lên, sóng khí hùng hồn từ huyệt đạo toàn thân hắn phát ra, kích xạ bốn phía. Hắn cảm thấy sắp nổ tung. Đường đường danh sư đường của Thanh Nguyên đế quốc, đệ nhất nhân cầm quyền thực tế, lại bị một thánh khí đè ở dưới mặt đất, nhục nhã mãnh liệt để hắn sắp bạo tạc nổ tung. Trương Huyền, thân là danh sư lục tinh, sai khiến thánh khí đối phó danh sư thất tinh, bỏ qua sư đạo tôn nghiêm, đại nghịch bất đạo. Hiện tại ta sẽ giết ngươi. Gào thét một tiếng, Điền Thanh phó đường chủ vỗ tới Trương Huyền một trường. Không thể không nói, thực lực của vị phó đường chủ này xác thực cường đại đến đáng sợ.
Trung Thanh Vương tới so sánh, kém một đoạn rất lớn, vừa ra tay toàn bộ gian phòng sóng khí cuồn cuộn, như đại điện có chút không chịu nổi, tùy thời sẽ sụp đổ. Đối thủ của ngươi là ta. Thấy hắn công kích chủ nhân, Kim Nguyên Đỉnh giận dữ. Thật vất vả thanh tỉnh, muốn biểu hiện một chút, gia hỏa này lại không cho mặt mũi, quả thực tội không thể tha thứ. Phần phật, lô đỉnh khổng lồ thẳng tắp đụng tới Điền Thanh phó đường chủ. Bành, chỉ thoáng cái, liền đụng nát trường lực. Bất quá bị trùng kích, Kim Nguyên Đỉnh cũng bay ngược mấy chục thước mới ngừng lại được. Một người một đỉnh, lực lượng tương đương. Không hổ là phó đường chủ, quả nhiên lợi hại. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Vị Điền phó đường chủ này quả nhiên không kém, đổi lại hắn mà nói, 8-9 phần 10 không phải đối thủ. Tuy hiện tại hắn vô địch nguyên thần cảnh, nhưng mà đối mặt cường giả nửa bước xuất khiếu cảnh, lực lượng vẫn có chút không bằng. Đến phiên ngươi, biết rõ Điền Thanh phó đường chủ coi như muốn thắng được Kim Nguyên Đỉnh, cũng cần tiêu phí thời gian thật dài, Trương Huyền chẳng muốn đi để ý tới, lần nữa nhìn về phía Trung Thanh Vương. Ngươi dám trực tiếp động thủ với danh sư đường phó đường chủ, cái này là muốn chết. Giờ phút này Trung Thanh Vương cũng bối rối. Vốn tưởng rằng, đối phương chỉ là một tiểu nhân vật từ địa phương nhỏ bé tới, chỉ cần tùy tiện quát lớn vài tiếng, tất nhiên sẽ đầu óc choáng váng, không dám nói nhảm, nằm mơ cũng không nghĩ đến, gia hỏa này thực lực cường hãn không nói, ngay cả phó đường chủ cũng dám động thủ. Danh sư trong lúc đó, có đẳng cấp xâm nghiêm, xuất thủ với danh sư đẳng cấp cao, tương đương vi phạm lễ giáo. Một khi thẩm phán, tư cách danh sư không bảo vệ được không nói, còn vô cùng có khả năng sẽ gặp phải danh sư đường trừng phạt, trực tiếp chém giết. Có thể nói, làm như vậy là đại nghịch bất đạo. Vì một hạ nhân, làm ra loại sự tình này, gia hỏa này điên rồi sao? Tìm chết hay không, không phải ngươi định đoạt, làm tổn thương quản gia của ta, sẽ phải thừa nhận trả giá đối ứng. Lười để ý đến đối phương, bàn tay Trương Huyền run lên. Dầm ào ào, kim hồn tỏa gào thét một tiếng, thẳng tắp chui vào trong người Trung Thanh Vương. Phốc, chỉ thoáng cái, liền đâm xuyên qua xương tỳ bà. Kim hồn tỏa có thể khóa lại thực lực, vừa tiến vào thân thể, vị đệ nhất vương gia kia lập tức uể oải xuống, đau đớn kịch liệt, khiến vẻ mặt hắn nhăn nhó, sắp điên rồi. Hiện tại hắn không có thực lực, đi báo thù đi. Khoát tay áo, Tôn Cường ở trong lòng hắn, trọng yếu giống như các đệ tử. Đối phương không nói cho mình, liền tùy ý bắt, hơn nữa dùng cực hình, tương đương sở nghịch lân, không có giết chết ngay tại chỗ, đã coi như rất nể tình rồi. Vâng, Tôn Cường đi tới trước mặt. Bắt lão tử, không phải là bắt rất vui vẻ sao? Hôm nay cũng cho ngươi nếm thử tư vị. Tôn Cường gào thét một tiếng, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một thanh đao nhọn, thẳng tắp đâm tới. Mặc dù đối phương là cường giả nguyên thần cảnh. Nhưng nhục thân còn không có luyện đến giống như Trương Huyền, đau thương bất nhập, hơn nữa bị đâm thủng xương tỳ bà, không có chân khí hộ thể, thoáng cái liền đâm vào da thịt, máu tươi chảy ròng. Ngươi! Chương 2156, đánh phó đường chủ 2. Đau đớn kịch liệt, khiến Trung Thanh Vương kêu thảm một tiếng, bất quá nói còn chưa dứt lời, liền thấy Tôn Cường không biết từ đâu lấy ra một vỏ muối ăn, đổ tới miệng vết thương. Kiên nhẫn một chút, ta thoa thuốc cho ngươi. Trung Thanh Vương vừa thoa xong, lại lấy ra đao nhọn, máu tươi chảy ròng, lại sát muối. Nhìn thoáng qua, Trương Huyền liền không nhịn được quay đầu đi. Thật sự quá tàn nhẫn. Bất quá, mới vừa rồi giúp Tôn Cường chữa thương, hắn đã biết rõ, người phía trước còn dùng cực hình lợi hại hơn, giờ phút này, làm lại quá phận cũng không coi vào đâu, nhân quả tuần hoàn mà thôi. Điền Thanh phó đường chủ cùng Kim Nguyên Đỉnh vẫn còn chiến đấu, lực lượng tương đương. Trương Huyền cũng không đi quản, mà nhìn về phía cách Minh Chân phó điện chủ ở đó không xa. Vị độc điện phó điện chủ này, vừa rồi chứng kiến sự tình không ổn, muốn chạy trốn, lại bị trận pháp vây ở chính giữa, căn bản không có biện pháp rời đi. Lúc này chứng kiến Trương Huyền nhìn qua, tràn đầy hoảng sợ, như là gặp quỷ rồi. Tới đây đi. Bàn tay chảo một cái, người sau lăng không bay tới, bị giam cầm ở trước mắt. Độc điện thế nào? Đám người Hứa Du trưởng lão đâu? Tiện tay bố trí cấm chế ở chung quanh, bọn người Lạc Thất Thất cũng nghe không được, Trương Huyền hỏi. Hứa Du trưởng lão cùng hắn quan hệ không tệ, làm người cũng rất tốt, muốn biết hiện tại thế nào. Ngươi, làm sao ngươi biết Hứa Du? Minh Chân phó điện chủ hoảng sợ. Lúc trước Trương Huyền đi độc điện đã ngụy trang, hơn nữa dùng tên giả Tôn Cường, vị trước mắt này cũng không nhận ra.
Chẳng lẽ, ngươi mới là Tôn Cường? Bất quá hắn cũng không ngốc, thời gian nháy mắt liền hiểu được, đồng tử co rút lại. Không sai, ngươi rất thông minh. Cười nhạt một tiếng, bàn tay Trương Huyền vỗ vỗ, một đạo chân khí lập tức tràn vào thân thể. A, à, chân khí ở dưới khống chế thay đổi thành kịch độc, trên đầu Minh Chân ứa ra mồ hôi lạnh, thân thể liên tục vặn vẹo. Thiên đạo chân khí ngay cả đám người hải độc sư cũng không chịu nổi, đừng nói hắn. Ngươi là danh sư, đánh Trung Thanh Vương, bỏ qua quyền uy của phó đường chủ, đã là đại nghịch bất đạo rồi. Nếu như giết ta, nhất định sẽ bị danh sư đường nghiêm mật thẩm tra. Cố nén đau nhức kịch liệt, Minh Chân nói. Hắn biết rõ người trước mắt này cùng Hứa Du trưởng lão quan hệ không tệ, bản thân làm hại toàn bộ độc điện diệt tuyệt, đối phương tuyệt đối sẽ không chút lưu tình chém giết, bởi vậy biết rõ nói cái gì, mới có thể khiến đối phương dừng tay. Giờ phút này hắn thuộc về nhân chứng, một khi chết ở trong tay đối phương, coi như nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ta chỉ muốn nghe được sự tình ta muốn biết, ta có thể mang theo tổ sư khai phái tiến về độc điện, thì có năng lực cho ngươi lặng yên không một tiếng động chết mất, không ai hoài nghi. Chẳng muốn trả lời đối phương, Trương Huyền thản nhiên nói. Đổi lại danh sư khác, muốn giết đối phương, nhất định sẽ bị hoài nghi, nhưng hắn là độc sư. Hoàn toàn có thể có rất nhiều loại phương pháp khiến đối phương chết, coi như là danh sư đường cũng không tra được. Ta, nghe nói như thế, chứng kiến thái độ của đối phương, Minh Chân biết rõ đối phương thật dám làm, đành phải nghiến răng nói. Lúc ấy ta chạy ra độc điện, liền trực tiếp tới nơi đây. Tới đây. Trước kia ngươi nhận thức Trung Thanh Vương. Trương Huyền nhìn qua. Chạy ra độc điện, vì phòng ngừa đuổi bắt, tất nhiên sẽ trốn tới địa phương tự nhận là an toàn nhất, có thể đi tới nơi này, nói rõ hắn cùng vị Trung Thanh Vương này đã sớm nhận thức. Vâng, chúng ta có sinh ý hợp tác, hắn mua của ta không ít kịch độc. Ta cũng từ trong tay hắn nhận được rất nhiều vật phẩm quý giá trên việc tu luyện. Minh Chân nói. Khuôn mặt Trương Huyền trầm xuống. Xem ra tin tức của Ngọc Phi Nhi không sai. Chỉ bất quá, đối phương cũng không phải độc sư, mà là cùng độc điện có giao dịch mà thôi. Bất quá, vẫn có chút nghi vấn. Hắn mua sắm độc dược, có thể sử dụng sao? Trương Huyền nhìn không được nói. Độc dược, không riêng gì độc sư mới có thể phối trí, rất nhiều cấp bậc cao, còn cần thủ pháp đặc thù mới có thể thi triển, không phải độc sư, coi như nhận được dược vật, cũng chỉ có thể thô giáp sử dụng, rất dễ dàng bị phát hiện. Thật giống như Vưu Hư lúc trước. Thủ pháp dùng độc thô giáp, tuy từ chỗ dị linh tộc nhận được kịch độc, như trước không dám sử dụng phạm vi lớn. Ta cũng không biết, hắn đối với độc dược đẳng cấp cao nhu cầu rất lớn, ta từng xin tổng bộ vài loại độc dược thất tinh, đều bán cho hắn. Minh Chân không dám giấu giếm. Ân, nghi hoặc liếc nhìn Trung Thanh Vương, Trương Huyền không có tiếp tục hỏi thăm nữa. Gia hỏa này, là vương gia của Thanh Nguyên Đế Quốc, cũng không nghe được sự kiện dùng độc ác liệt của hắn. Bởi vậy coi như là danh sư, cũng không thể quản quá nhiều. Nếu không, rất dễ dàng gây nên đế quốc cùng danh sư đường mâu thuẫn. Hiện tại đối phương tìm Tôn Cường phiền toái, sự tình ra có nguyên nhân, hung hăng giáo huấn một lần cũng không có gì, liên lụy đến phương diện này, có khả năng sẽ phải quan hệ tới triều chính rồi. Nói sự tình đám người Hứa Du đi. Trương Huyền nhìn qua. Ta một đời vì độc điện, kết quả nhận phải hình phạt độc sát, trong tâm không cam lòng. Tìm đến Trung Thanh Vương, muốn mượn trợ giúp của hắn, vì mình tìm về công bằng. Kết quả, Trung Thanh Vương vì lập công, không để ý ta phản đối, bắt tất cả người độc điện, phản kháng hầu như đều bị giết. Nói đến đây, sắc mặt của Minh Chân buồn bã. Tuy ta thống hận đám người Hứa Du hại ta thê thảm, nhưng mà ta cũng là một phần tử của độc điện, chuyện này, thật không phải là ta mong muốn nhìn thấy. Lắc đầu, Minh Chân biết, chuyện này từ hắn mà lên, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Ngẩng đầu nhìn lại. Nói thiệt cho ngươi biết, Hứa Du trưởng lão, không chết. Chương 2157, Kim Nguyên Đỉnh Đại Chiến Phó Đường Chủ 1. Không chết. Ánh mắt của Trương Huyền sáng lên. Ở đâu? Vị Hứa trưởng lão này tin tưởng hắn, mới đưa mình đến độc điện, nếu như bởi vậy bỏ mình mà nói, tất nhiên sẽ cực kỳ áy náy. Bị Trung Thanh Vương bắt tới, giam giữ ở trong địa lao. Minh Chân nói. Địa lao. Con đường của ta đứt gãy, Trung Thanh Vương giống như tính toán để đám người Hứa trưởng lão phối trí độc dược lợi hại hơn, cho nên mới hạ thủ lưu tình, đương nhiên, cụ thể là chuyện gì, ta cũng không rõ ràng. Minh Chân giải thích, ân, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Mặc kệ đối phương có phải phối chế độc dược hay không, chỉ cần đám người Hứa trưởng lão không chết,
chính là tin tức tốt. Nhưng bây giờ còn không thể đi cứu. Nếu không, sẽ giống như lúc trước, để người mượn cớ. Bây giờ người trúng kịch độc của ta, chỉ có một mình ta có thể giải, nên nói như thế nào, người hẳn rõ ràng. Lại hỏi thăm một phen, biết rõ đám người Hứa trưởng lão trước mắt không có trở ngại, lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng thở ra. Vâng, Minh Trân gật đầu, không dám nói nhảm. Vị trước mắt này, ngay cả độc trùng của điện chủ cũng có thể thời gian nháy mắt hạ độc chết, đám người bạch độc sư, hải độc sư không dám nói nhảm, thủ đoạn dùng độc có thể nói nghe rợn cả người, hắn khẳng định không cách nào bằng được. Đã như vậy, còn không bằng ngoan ngoãn nghe lời. Muốn biết đã biết, Trương Huyền không hề động thủ, tiện tay chảo một cái, cởi bỏ cấm chế chung quanh. Bành 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 bành, tiếng va đập liên tiếp xuất hiện ở trong tai. Ngẩng đầu nhìn lại, sau đó chứng kiến Điền Thanh phó điện chủ như trước chiến đấu với Kim Nguyên Đỉnh. Lô đỉnh liệt diễm sôi trào, dùng ra toàn bộ lực lượng, giờ phút này Điền Thanh phó điện chủ cũng cực kỳ chật vật, khóe miệng tràn ra máu tươi, xem xét liền biết bị thương không nhẹ. Tuy vị phó điện chủ này thực lực mạnh mẽ, nhưng Kim Nguyên Đỉnh cũng không phải ngồi không, một người một đỉnh đấu cái lực lượng ngang nhau. Thấy Kim Nguyên Đỉnh tạm thời không có lộ ra bại thế, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Trung Thanh Vương. Giờ phút này Trung Thanh Vương toàn thân là máu, trên thân bị Tôn Cường đâm ít nhất 4-50 lỗ thủng, đã hấp hối, tựa hồ tùy thời có thể chết. Dám dùng hình với lão tử, thật sự là mù mắt chó của ngươi, cũng không nhìn một chút lão tử là quản gia của ai. Một bên dùng đao nhọn đâm loạn, Tôn Cường một bên gầm lên, giống như đang phát tiết khuất nhục lúc trước. Trương Huyền lắc đầu. Tôn Cường, kiềm chế một chút, đừng giết chết. Yên tâm đi, thiếu gia. Nghe được phân phó, Tôn Cường gật đầu, không biết từ đâu lại lấy ra một lọ ớt, đổ lên miệng vết thương. Nhìn Trung Thanh Vương tùy thời có thể ngủm, Trương Huyền cũng nhìn không được nữa, đang muốn bàn giao hai câu, liền thấy Lạc Thất Thất, Ngọc Phi Nhi vẻ mặt lo lắng nhìn qua. Trương Sư, náo lớn như vậy, sợ không dễ kết thúc à. Nghẹn lấy nửa ngày, Ngọc Phi Nhi nhịn không được nói. Mặc dù là vì cứu Tôn Cường, nhưng đánh Thanh Nguyên đế quốc đệ nhất phương ra thành cái dạng này, phó điện chủ quyền lợi lớn nhất danh sư đường cũng đánh một trận tơi bời, truyền tới danh sư đường, sự tình liền quá lớn. Chỉ sợ nhẹ nhất, đều sẽ hủy bỏ tư cách danh sư. Không sao, đổi lại danh sư khác, ta xác thực không dám làm như vậy, nhưng mà vị phó đường chủ này, lại không có gì. Trương Huyền lắc đầu, tính toán thời gian, lấy ra một ngọc bài, nhẹ nhàng điểm lên, truyền ra ngoài một tin tức. Không có gì. Hai người không hiểu. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là phó đường chủ, địa vị tôn sùng, thân phận cao quý, vì sao nói không có gì. Trung Thanh Vương này cấu kết độc điện, điểm ấy không thể nghi ngờ, điền phó đường chủ chẳng những không điều tra, còn tìm ta phiền toái, muốn nói hai người trong lúc đó không có chuyện ẩn ở bên trong, ta cũng không tin. Trương Huyền lắc đầu. Lúc trước, thật sự là hắn có chút kiêng kỵ vị này, nhưng mà đối phương cho quyết đoán không công bằng, kết hợp với tin tức lúc trước biết rõ, hầu như đã có thể xác định. Nếu như lúc trước bọn hắn là bằng hữu, trợ giúp lẫn nhau, nhiều nhất coi như là nhân tình, không tính vượt rào a. Lạc Thất Thất nhíu mày. Hoàn toàn chính xác không tính vượt rào, bất quá, có một số việc ngươi không biết, ta cũng bất tiện nói tỉ mỉ, hết thảy chờ Ngô sư tới, lại làm tiếp quyết đoán. Trương Huyền nói, thấy vị trước mắt này đã tính trước, tựa hồ không thèm để ý, đám người Lạc Thất Thất nhẹ nhàng thở ra. Thiếu gia, ta đã giáo huấn xong. Lúc này, Tôn Cường cũng vung xong ớt, vẻ mặt thỏa mãn đi trở về, tựa hồ lúc trước bị tra tấn phiền muộn hễ quét là sạch. Trương Huyền quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Trung Thanh Vương hấp hối, xem ra tùy thời có thể tử vong. Chần chừ một chút, đi vào trước mặt, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một hồ lô rượu ngon. Nâng cổ của đối phương, cứng rắn đổ xuống. Thực lực của thanh niên mặc áo đen Tần quản sự thấp hơn hắn, coi như Minh Chân cao hơn hắn cũng không kém nhiều, chân khí trực tiếp đi vào trong cơ thể đối phương khó có thể phát hiện, nhưng vị trước mắt này bất đồng. Thánh vực tứ trọng đỉnh phong, nguyên thần cẩn thận tỉ mỉ, thật muốn trực tiếp quán thâu chân khí, rất dễ dàng bị phát hiện. Thiên đạo chân khí là bí mật lớn nhất của hắn, phải cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Xì 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 xì. Tử thủy đi vào cổ họng, không lâu sau, thương thế bị Tôn Cường đâm qua, liền hoàn hảo không tổn hao gì. Chương 2158, Kim Nguyên Đỉnh đại chiến phó đường chủ 2. Tuy thực lực của Trương Huyền bây giờ không bằng đối phương, nhưng đã không kém nhiều,
thiên đạo chân khí như trước có thể nhẹ nhõm chữa trị thương thế. Thiếu gia, thấy Trương Huyền giúp đỡ đối phương chữa thương, Tôn Cường tiếc hận. Nếu như biết hỗ trợ trị thương, vừa rồi, liền chơi đùa ác hơn một chút, không đến mức bó tay bó chân, giáo huấn một chút cũng chưa đủ nghiền. Hiện tại hắn vẫn không thể chết, cũng không thể bị thương. Nếu không sẽ rất phiền toái. Lắc đầu, Trương Huyền lần nữa chế rượu ngon vào trong cơ thể đối phương, bất quá chân khí cũng lặng lẽ ẩn giấu vào, không có kích hoạt. Xử lý xong những thứ này, lần nữa nhìn về phía Tôn Cường. Đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao ngươi lại gặp Trung Thanh Vương người, còn bị bọn hắn bắt? Chuyện này hắn có chút kỳ quái, dựa theo tình huống bình thường, hắn cùng đối phương bắn đại bác cũng không tới, coi như gọi là Tôn Cường, cái tên này ở bên đường hô, cũng có thể tìm ra một mảng lớn. Như thế nào hết lần này tới lần khác liền bắt hắn, hơn nữa tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cái này, Tôn Cường gãi gãi đầu, trên mặt tràn đầy lúng túng. Chứng kiến nét mặt của hắn, Trương Huyền liền biết sự tình không có đơn giản như vậy, nhướng mày. Nói, vâng, ngày hôm qua ta đi ra tìm thức ăn, mới ngồi xuống, liền nghe được có người nhỏ giọng nghị luận, thảo luận tên của ta. Sắc mặt Tôn Cường đỏ bừng. Thiếu gia cũng biết ta là người ưa xen vào việc của người khác, nghe được nói ta, tự nhiên đi hỏi thăm một phen. Sau đó đối phương nói có một người gọi là Tôn Cường, thực lực cường đại, thiên phú vô song, đủ loại sùng bái. Ta cho rằng lợi hại như vậy, hoàn toàn phù hợp khí chất của ta, liền lặng lẽ tiết lộ thoáng cái, sau đó, đã bị đánh rồi. Còn không có nghe xong giải thích, Trương Huyền liền im lặng, còn tưởng rằng là tình huống như thế nào, thì ra là thế. Quản gia này là cái đức hạnh gì, hắn biết rất rõ. Cũng không biết học được từ ai, chỉ giỏi trang bức, thật vất vả tìm được cơ hội như thế, sao có thể buông tha, tất nhiên là ba hoa trích chòe, miệng phun hoa sen. Đối phương nói đến chỗ lợi hại, nhất định là thuận miệng đồng ý, vốn tưởng rằng sẽ được người coi là cao thủ, kết quả. Bị đánh. Ai, thật sự là không bớt lo, có một nửa điệu thấp như ta thì tốt rồi. Lắc đầu, tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn đi đến bất kỳ địa phương nào, đều cực kỳ điệu thấp, chưa bao giờ tận lực tuyên dương thành tích cùng thực lực của mình, cũng không thích gây chuyện, đơn thuần giống như tờ giấy trắng, gia hỏa này thì ngược lại, một lọ không đầy, nửa bình lạch cạch, loại thực lực này, ở địa phương nhỏ như Thiên Huyền Vương quốc, giả trang thì thôi, chạy đến nơi đây. Không phải là muốn chết sao? Ăn tai kiếp lần này, coi như báo ứng, cho hắn ngã một lần khôn hơn một chút, về sau sẽ nhớ kỹ giáo huấn, không lỗ mãng giống như hiện tại. Thiếu gia, lần sau ta không dám nữa. Tựa hồ cũng biết mình sai lầm, vẻ mặt Tôn Cường tràn đầy áy náy nhìn qua. Thiếu gia trang bức, trang như thế nào cũng cực kỳ lợi hại, hắn chỉ nói một chút. Kết quả, đã bị đánh thành như vậy. Ngẫm lại cũng tràn đầy bực bội. Sau khi trở về, liền bế quan cho ta, trong vòng 3 tháng, không đạt tới thánh vực, liền xéo ngay cho ta, đừng nói là quản gia của ta. Trương Huyền khoát tay áo. Vâng. Nghe được để hắn trong 3 tháng trùng kích thánh vực, vẻ mặt Tôn Cường tràn đầy mướp đắng. Không để ý tới gia hỏa tự cho là đúng, ưa thích giả vờ giả vịt này nữa, Trương Huyền nhìn về phía chiến đấu trước mắt. Thiếu gia, gia hỏa này quá mạnh, ta đánh không lại, nhanh chỉ điểm ta. Lúc này Kim Nguyên Đỉnh đã rơi vào hạ phong, hoàn toàn bị Thiên Thanh phó hội trưởng đè nặng, thấy hắn nhìn qua, sốt ruột hô lên. Cùng người chiến đấu chỉ biết dùng man lực, không biết động não sao. Bên hông hắn xây dựng hải huyệt, có một chỗ mệnh môn, ngươi thử một chút. Trương Huyền lắc đầu. Được rồi. Nghe nói như thế, Kim Nguyên Đỉnh hưng phấn, ở trong tiếng thét dài, chân đỉnh vừa thô vừa to đụng tới Điền Thanh phó điện chủ. Ngươi! Không nghĩ tới thanh niên phía dưới có thể nói ra thiếu sót của mình, Điền phó điện chủ có chút hổn hển, vội vàng lui về phía sau. Thời điểm chân khí của hắn hội tụ ở trước ngực, không quá thông suốt, có lẽ trong 3 cái hô hấp. Nguyên thần công kích sẽ không trọn vẹn. Thấy đối phương lui về phía sau, Trương Huyền liên tục nói. Đối phương thi triển võ kỹ, thiên đạo thư viện thuận lợi tạo thành thư tịch, tùy tiện mở ra, tất cả đều là thiếu sót. Bất quá, thiếu sót lớn nhất là nguyên thần. Dựa theo tình huống bình thường, nửa bước xuất khiếu cảnh, nguyên thần cường đại, hẳn là không có quá nhiều thiếu sót mới đúng, nhưng vị trước mắt này, lại tràn đầy lỗ thủng, khiến hắn nhịn không được có chút kỳ quái. Nhưng hiện tại không phải thời điểm cẩn thận nghiên cứu, chỉ điểm Kim Nguyên Đỉnh mới là chính đạo. Ầm ầm, kèm theo lời của hắn, Điền Thanh phó điện chủ càng đánh càng phiền muộn,
rất nhanh nhổ ra vài bún máu, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đánh tiếp như vậy, sẽ thua không thể nghi ngờ. Đối phương nói, mỗi một chỗ đều là thiếu sót chí mạng của hắn, dựa theo tình huống bình thường, những khuyết điểm này bị che giấu, đồng cấp căn bản không phát hiện được, thậm chí coi như là cường giả xuất khiếu cảnh, muốn tìm được cũng khó có khả năng. Trương Huyền này, vậy mà nói ra tất cả, không có một chỗ sai lầm. Khiến hắn phát điên. Trước giết ra hỏa này, nếu không phải chết nhất định là ta. Cắn chặt hàm răng, trong mắt hiện lên tàn nhẫn, thân thể của Điền Thanh Phó Điện Chủ nhoáng một cái, hóa thành một huyễn ảnh, lừa gạt được Kim Nguyên Đỉnh, sau một khắc đi vào trước mặt Trương Huyền. Lúc này Trương Huyền đang nói chuyện với Kim Nguyên Đỉnh, không nghĩ tới đối phương sẽ chơi như vậy, còn không có kịp phản ứng, liền bị đánh trúng ngực, điên cuồng phun máu tươi, lập tức bay ngược ra ngoài. Lão sư, Trương sư, thiếu gia, hốc mắt tất cả mọi người lập tức đỏ lên. Chương 2159, thật lớn vũng hố. 1. Đồng loạt vọt tới trước mặt Trương Huyền, liền thấy thanh niên mới vừa rồi còn hăng hái, thực lực mạnh mẽ, lúc này đã ngất đi, khóe miệng tràn ra máu tươi, xem xét liền biết bị thương thế rất nặng. Chúng ta muốn giết ngươi. Đám người Lạc Thất Thất trong cơn giận dữ, đồng loạt ngăn ở trước mặt. Nhìn về phía Điền Thanh Phó Đường Chủ ở cách đó không xa, hận không thể ăn thịt đối phương. Nhìn bộ dáng của mọi người, Điền Phó Đường Chủ ngẩn người, có chút không dám tin tưởng. Tuy thực lực của hắn rất mạnh, nhưng từ tình huống thanh niên kia nhẹ nhõm nghiền ép Trung Thanh Vương đến xem, hẳn là có thể dễ dàng tránh thoát công kích của mình, bởi vậy vừa rồi đánh lén còn chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu. Kết quả, cái gì cũng không có tác dụng, một chưởng đập bay. Mấu chốt nhất là, tựa hồ đối phương còn sợ mình kích không trúng, làm một ít điều chỉnh rất nhỏ, chủ động đón ý nói hùa. Chủ động thừa nhận trưởng lực của mình. Cái này, trưởng lực của hắn bá đạo, lực lượng cường đại, bị đánh trúng, coi như là nguyên thần tứ trọng đỉnh phong cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, làm như vậy, không phải là muốn chết sao. Trong lòng nghi hoặc, đang không biết xảy ra chuyện gì, chợt nghe Trung Thanh Vương ở cách đó không xa gầm lên, quay đầu nhìn lại. Liền thấy kim hồn tỏa ở trên người chẳng biết lúc nào đã rơi trên mặt đất, trên người bị đâm ra vô số vết máu, mắt thường có thể thấy được khôi phục, không đến hai cái hô hấp, liền hoàn hảo như lúc ban đầu, giống như không có chịu qua tổn thương. Lúc nào ra hỏa này có thánh dược lợi hại như thế rồi hả? Hắn hết sức quen thuộc đối phương, còn chưa từng nghe nói qua có dược vật lợi hại như thế, loại năng lực khôi phục này, đã có thể so với thủ đoạn của Trương Sư vừa rồi dùng cho Tôn Cường. Ta muốn giết ngươi. Thân thể khôi phục, nhớ tới vừa rồi nhục nhã, Trung Thanh Vương đâu còn nhịn được, gào thét một tiếng, mãnh liệt lao đến Trương Huyền đang hôn mê. Lăng không chảo một cái, một thanh trường kiếm phá không mà ra, mang theo kiếm quang lăng lệ ác liệt đâm tới. Vừa rồi chiến đấu vội vàng, vừa ra tay liền bị đối phương áp chế, ngay cả binh khí cũng không có lấy ra, hiện tại biết rõ đối phương đáng sợ, không có quá nhiều chần chờ, trực tiếp thi triển ra công kích mạnh nhất. Xì xì xì. Kiếm khí như điện, phát ra âm thanh phá không nghiền ép tới. Trường kiếm bắn ra, nửa bước xuất khiếu cảnh cũng phải tạm thời tránh né. Cái này là thực lực, cũng là vốn liếng của hắn. Dừng tay. Lạc Thất Thất, Ngọc Phi Nhi, Tôn Cường đồng thời giơ lên binh khí, tiến lên đón. Bành, bành, bành. Ba tiếng trầm đục, ba người bay ngược ra, đâm vào trên vách tường cách đó không xa. Tất cả đều sắc mặt phiếm hồng, máu tươi điên cuồng phun. Bọn hắn kém thánh vực tứ trọng thật sự quá lớn, căn bản không cách nào chống chọi. Chết! Đánh ba người trọng thương, trường kiếm của Trung Thanh Vương tiếp tục rơi xuống, mắt thấy sẽ chém Trương Huyền thành hai khúc. Dừng tay! Đúng lúc này, một tiếng gào thét phẫn nộ vang lên, ngay sau đó Trung Thanh Vương liền cảm thấy một cỗ chân khí hùng hậu, ở trước mặt Trương Huyền tạo thành một lồng khí thật lớn, bao phủ đối phương ở trong đó. Bị khí tức này ngăn cản, trường kiếm không bổ xuống được. Ngay sau đó, toàn thân chấn động, trường kiếm trong tay, ông, thẳng tắp bay lên, đâm về phía hắn. Phốc, đâm vào bả vai, lực lượng trùng kích khổng lồ chấn hắn liên tục lui về phía sau, đâm vào trên tường, như người bù nhìn treo ở trên không trung. A, à, đau đớn kịch liệt khiến hắn kêu thảm, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Cầm trường kiếm trong tay. Coi như sức chiến đấu của hắn kém nửa bước xuất khiếu cảnh, cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu, đối phương vội vàng nghênh đón, ngăn trở công kích không nói, còn chấn trường kiếm của mình phản kích. Đây là thực lực gì? Phần phật, đang khiếp sợ, liền chứng kiến hai bóng người xuất hiện ở trước mặt Trương Huyền, vẻ mặt lo lắng. Trương sư,
Trương sư. Đúng là danh sư đường Ngô Như Phong Ngô trưởng lão cùng chiến sư đường Hình Thiên Minh đường chủ. Hô hai tiếng, phát hiện thương thế của Trương Huyền quá nặng, đã lâm vào hôn mê, sắc mặt của Hình đường chủ xanh mét, đứng dậy. Ngang nhiên hãm hại danh sư, Điền Thanh, người thật to gan. Ầm ầm. Hình đường chủ nổi giận, trở tay đập xuống. Ta. Điền Thanh phó đường chủ muốn giải thích, nhưng nói còn chưa ra miệng, liền bị một trưởng đập nằm dạp trên mặt đất, phun ra từng ngụm máu tươi. Thời điểm đồng cấp, hắn liền không phải đối thủ, hiện tại hình đường chủ tấn cấp đến xuất khiếu cảnh, làm sao ngăn cản được. Người đâu, bắt hai người này lại cho ta. Sau khi đập đối phương trọng thương, hình đường chủ hét lớn. Rầm rầm. Nghe được phân phó, Liêu điện chủ, Chu điện chủ, Trần điện chủ, Diêm điện chủ không biết từ đâu chạy tới, thời gian nháy mắt liền phong cấm tu vi của hai người. Tuy đều là nguyên thần cảnh đỉnh phong, nhưng bọn hắn thân là người chiến sư đường, chiến lực càng tốt hơn, coi như hai người ở thời kỳ toàn thịnh cũng chống chọi không được, chớ nói chi là hiện tại bản thân bị trọng thương. Trương sư, khống chế được hai người hành hung, hình đường chủ lấy ra một viên đan dược chữa thương cho Trương Huyền dùng. Dùng chân khí hỗ trợ luyện hóa dược lực, lúc này người sau mới từ từ tỉnh dậy. Các ngươi đã tới. Nói xong, nhìn về phía Điền Thanh cùng Trung Thanh Vương, hữu khí vô lực nói. Giữa chúng ta khả năng có chút hiểu lầm, mong hai vị không nên thương tổn bọn hắn. Phốc, lời còn chưa dứt, lần nữa phun ra máu tươi. Trương sư, thấy hắn bị thương thành như vậy, còn thay đối phương nói chuyện, trong lòng Ngô sư, hình đường chủ đều tán dương. Sớm biết Trương sư nhân nghĩa như vậy, không nghĩ tới nhân nghĩa như thế. Chương 2160, thật lớn vũng hố. 2. Cùng hai người biểu lộ bất đồng, Trung Thanh Vương cùng Điền Phó Đường chủ đều sắp điên rồi. Mới vừa rồi còn đang kỳ quái vì sao gia hỏa này tránh cũng không tránh, cứng rắn thừa nhận công kích của mình, nguyên lai. Là đang chờ. Hiện tại trọng thương là đối phương, thời điểm hình đường chủ, Ngô sư tới, bọn hắn đang đánh người. Có miệng cũng nói không rõ. Là Trương Huyền này đối động thủ với chúng ta, dùng chính là cái lô đỉnh kia. Điền phó đường chủ gào thét một tiếng, chỉ về phía sau lưng, lại phát hiện, cái lô đỉnh vừa rồi luôn mồm muốn đốt mình thành than đá kia, chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, giống như căn bản không có xuất hiện qua. Vậy mà chẳng biết lúc nào bị người thu vào không gian giới chỉ. Câm miệng. Liêu điện chủ tát qua một cái, đánh hắn đầu óc choáng váng. Trương sư vì chiến sư đường làm ra cống hiến lớn như vậy, bọn hắn còn chưa kịp cảm kích, liền bị gia hỏa này đánh trọng thương, nếu không phải cố kỵ đối phương là danh sư, khẳng định đã giết ngay tại chỗ. Quả thực tội không thể thứ cho. Trương sư, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không để ý tới phó điện chủ bị đánh, Ngô sư nhìn qua. Cứu bọn họ trước. Trương Huyền hữu khí vô lực chỉ đám người Lạc Thất Thất. Được. Hình đường chủ nói một tiếng. Một vị điện chủ đi vào trước mặt, cho mỗi người một viên đan dược. Ngô sư còn nhớ, Trương dẫn Khâu lão viện trưởng nói, sự tình di tích bị tiết lộ tin tức không? Thấy mấy người không có gì đáng ngại, lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng thở ra, thần thái uể oải, hữu khí vô lực nhìn qua. Lúc trước, Trương dẫn Khâu lão viện trưởng phát hiện di tích, kết quả tin tức bị người của Thanh Nguyên Thành phân bộ lừa gạt đi. Chuyện này, sau khi chạy ra Khâu Ngô cung, liền kỹ càng nói cho hai người. Đương nhiên. Ngô sư gật đầu. Sau khi ta trở về một mực điều tra, bất quá. Không có chứng cứ xác thực. Lúc trước ta cũng truy xét chuyện này, kết quả. Tôn Cường liền bị Điền phó đường chủ cùng Trung Thanh Vương liên thủ bắt, nói hắn. Thay ta cấu kết độc điện, làm trái thân phận danh sư. Ta không xứng làm danh sư, còn muốn trừng phạt ta đi vào địa quật. Khục khục. Nói vài câu, tâm tình kích động, sắc mặt của Trương Huyền đỏ lên. Phạt ngươi đi vào địa quật, cấu kết độc điện. Hất ống tay áo, ánh mắt của Ngô sư phát lạnh. Quả thực thối lắm, mưu hại danh sư, thật là to gan. Người khác không biết, hắn là cực kỳ rõ ràng. Vị trước mắt này không chỉ là thiên nhận danh sư, càng là thiên địa phong thánh. Nhân vật như vậy, vài vạn năm qua chỉ có Khổng sư. Nói loại người này cấu kết độc điện, còn muốn đưa vào địa quật. Quả thực tội không thể thứ. Ta không thừa nhận. Bọn hắn liền trực tiếp động thủ, tính toán nghiêm hình bức cung. Ngươi cũng biết, thực lực của ta, đối mặt nguyên thần cảnh không có chút sức hoàn thủ. May mắn các ngươi tới nhanh, nếu không sợ là chúng ta đều chết ở chỗ này. Trương Huyền một bộ may mắn sống sót sau tai nạn. Không có chút sức hoàn thủ,
Điền Thanh phó đường chủ cùng Trung Thanh Vương liếc mắt nhìn nhau, thiếu chút nữa phát điên. Ngươi cái này gọi là không có sức hoàn thủ. Chúng ta sắp bị ngươi đánh chết, muốn nói không có sức hoàn thủ, cũng là chúng ta có được hay không. Nghẹn sắp hộc máu, muốn phản bác, đáng tiếc tu vi toàn thân bị giam cầm, căn bản nói không ra lời. Đám người Tôn Cường, Lạc Thất Thất cũng nhìn nhau, khóe miệng co giật. Nhất là Ngọc Phi Nhi, đầu đầy im lặng. Mới vừa rồi các nàng còn lo lắng muốn chết, nguyên lai ra hỏa này. Thi triển khổ nhục kế. Bị Ngô Sư, Hình Đường Chủ, cùng rất nhiều điện chủ, danh sư tận mắt thấy hành hung. Đoán chừng hai người này nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Lúc trước một mực nghĩ, Trương Sư ngang nhiên động thủ với một phó đường chủ, tiếp sau làm sao giải quyết, không nghĩ tới. Đã sớm thiết kế tốt cái bẫy, đào xong hố, chờ hai người chui vào. Dám tìm Trương Sư phiền toái, đợi bị bẫy đi. Ba người cực kỳ đồng tình nhìn sang. Thực lực của ngươi ta biết rõ, hoàn toàn chính xác không phải đối thủ của Nguyên Thần Cảnh. Nghe được hắn nói, Ngô Sư cùng Hình Đường chủ đồng thời gật đầu. Ngô Sư cùng Trương Huyền ở Khâu Ngô Cung lâu như vậy, biết rõ thực lực của hắn, ngay cả Thánh Vực Tam Trọng chiến thắng cũng tốn sức, sao có thể là đối thủ của Nguyên Thần Cảnh. Còn Hình Đường chủ, cũng có giao thủ qua, dù vị này chiến đấu ứng biến thần tốc, thế nhưng sức chiến đấu còn kém một ít. Làm sao đánh lại danh sư đường phó đường chủ, cùng một vị vương gia thân kinh bách chiến. Còn đám người Lạc Thất Thất, càng không cần phải nói. Tình cảnh lúc đó nguy cấp, mới đưa tin cho các ngươi. Giải thích xong, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, nằm trên mặt đất, hữu khí vô lực. Xem xét liền biết, thương thế quá mức nghiêm trọng, coi như là dùng đan dược, trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp chữa tốt. Tra tấn bức cung, mưu hại danh sư, Điền Thanh, Trung Thanh Vương, lá gan của các ngươi thật lớn. Càng nghe càng tức giận, Ngô Sư nhịn không được nữa, quay đầu nhìn về phía hai người. Ta sẽ lập tức báo cáo sự tình hôm nay cho Tổng bộ danh sư đường. Để cho tổng bộ xử quyết. Nói xong quát lạnh một tiếng. Mưu hại. Tra tấn bức cung, báo cáo tổng bộ. Sắc mặt của Điền phó đường chủ, Trung Thanh Vương trắng bệch, cái vũng hố này. Bề ngoài giống như có chút quá lớn. Không chỉ là vũng hố, mà là hố trời a. Chương 2161, khó lòng giải bày 1. Các ngươi còn có lời gì để nói? Quát lớn xong, Ngô Sư nói. Ô ô. Điền phó đường chủ vội vàng lên tiếng. Cởi bỏ phong ấn của hắn. Hình đường chủ phân phó. Liêu điện chủ nhẹ gật đầu, bàn tay lăng không vỗ ra. Điền phó đường chủ cảm thấy chân khí áp chế ở trên thân thể được giải khai, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, trong mắt đỏ hoe. Hắn nói dối, là hắn động thủ với chúng ta. Đã đủ rồi. Lời còn chưa dứt, hình đường chủ mãnh liệt đứng dậy, ánh mắt như điện. Cho ngươi nói chuyện. Là bởi vì ngươi là danh sư, sẽ trung thực bàn giao. Không nghĩ tới mới mở miệng liền ăn nói bừa bãi. Tôn nghiêm của danh sư đặt ở chỗ nào? Hắn động thủ với các ngươi, chỉ bằng 4 người bọn họ. Hơn nữa còn ở trong vương phủ, có thể đánh thắng được các ngươi. Ngươi cảm thấy lời này truyền đi, ai có thể tin tưởng? Hình đường chủ sắp tức điên. Nói dối cũng phải có kịch bản một chút ha. Hai người các ngươi sinh khí dồi dào, lại nói Trương sư động thủ. Coi như Trương sư muốn động thủ, có thể đánh thắng được các ngươi sao? Ta, thân thể của Điền phó đường chủ nhoáng một cái. Ta nói là sự thật có được hay không? Nhìn thương thế, cũng là trên người chúng ta nhiều a. Trong lòng tràn đầy phiền muộn, nhưng biết rõ, ấn tượng ban đầu của đối phương đã giữ vai trò chủ đạo, hơn nữa tận mắt thấy Trung Thanh Vương động thủ, giải thích càng nhiều, ngược lại càng khiến đối phương chán ghét, đã như vậy, còn không bằng không truy cứu vấn đề này. Miễn đi không ít phiền toái. Người nọ gọi là Minh Chân. Cố nén phiền muộn, Điền phó đường chủ chỉ một bên. Hắn là Hồng Viễn Đế quốc độc điện phó điện chủ, đến đây báo cáo, nói Tôn Cường kia là độc sư lợi hại, hơn nữa tự mình hộ tống tổ sư khai phái của độc điện trở về. Vì đế đô an toàn, phòng ngừa xuất hiện biến cố không tất yếu, Trung Thanh Vương mới mời Trương sư qua hỏi thăm, ai ngờ hắn tính toán cưỡng ép mang người đi, lúc này mới dẫn phát mâu thuẫn. Độc điện phó điện chủ. Đám người Ngô sư nhìn sang. Lúc này Minh Chân đang đứng ở một bên, chứng kiến nhiều danh sư cùng chiến sư như vậy, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Ngươi là người của độc điện. Sắc mặt Ngô sư trầm xuống. Thân là danh sư, đối với người của độc điện, không có hảo cảm quá lớn. Vâng. Cổ tay khẽ đảo,
Minh Trần lấy ra huy chương độc sư cùng lệnh bài đại biểu thân phận phó điện chủ. Nhìn thoáng qua, xác nhận không sai, Ngô sư nhíu mày. Ngươi tới tố cáo Tôn Cường. Hắn chưa quen thuộc Tôn Cường, bất quá nếu là quản gia của Trương sư, sao có thể là độc sư? Đương nhiên, phải hỏi thăm rõ ràng lại nói. Cái này, sắc mặt vặn vẹo, Minh Trần chần chờ không biết bao lâu, mới quỳ trên mặt đất, hốc mắt đỏ bừng. Kính xin Ngô sư làm chủ cho độc điện chúng ta. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thấy bộ dáng này của hắn, Ngô sư nhíu mày. Là như vậy, Trung Thanh Vương bắt lấy toàn bộ người của độc điện chúng ta, nhốt ở trong địa lao, dùng cái này áp chế, để cho ta mưu hại Trương sư. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Mong Ngô sư minh xét. Vẻ mặt Minh Trần tràn đầy bi thương. Ngươi, nói bậy. Không có nghe lời này còn may, nghe xong, Điền Thanh Phó Điện Chủ cùng Trung Thanh Vương đồng thời say sầm. Gia hỏa này, rõ ràng là một phe với bọn hắn, hẳn nên nói sự thật mới phải. Vì sao trong nháy mắt trở giáo rồi hả? Bức bách ngươi. Rõ ràng là ngươi bị độc điện không dung, trốn đến nơi đây a. Hơn nữa rõ ràng là ngươi nói ra vị trí của độc điện, Trung Thanh Vương mới phái binh vây quét. Như thế nào trong nháy mắt biến thành ngươi là người bị hại, còn bắt người của độc điện uy hiếp ngươi? Ngươi hận bọn hắn tận xương, dùng những người này uy hiếp hữu dụng không? Câm miệng. Ngô sư hất ống tay áo, nhìn về phía vị độc sư trước mắt này. Ngươi không cần sợ hãi, nói tiếp. Vâng, nếu như Ngô sư không tin, có thể đi điều tra, người của độc điện đang bị giam giữ ở trong địa lao. Nếu như có nói dối, ta nguyện ý tiếp nhận bất luận trừng phạt gì. Rụt cổ một cái, trên mặt Minh Trần tràn đầy kiên quyết. Giống như tuy bị buộc bức bách, nhưng vì chính nghĩa vẫn liều mạng. Thân chúng kịch độc của đối phương, hắn biết rõ nên nói cái gì, nên làm như thế nào, hơn nữa đã nhìn ra, vị Trung Thanh Vương cùng Điền Phó Đường Chủ này, chơi thủ đoạn mà nói, căn bản chơi không lại Trương sư. Chờ đến lúc đó bị động, còn không bằng hiện tại chủ động bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ngươi, nghe ra hỏa này nói, thấy động tác của hắn, Điền Phó Đường Chủ cùng Trung Thanh Vương sắp tức chết. Mới vừa rồi còn chiếm cứ thượng phong, ai nghĩ đến mới mở miệng, đối phương liền nắm giữ quyền chủ động. Đám người Lạc Thất Thất cùng Tôn Cường cũng mắt to trợn trừng đôi mắt nhỏ, trợn mắt há hốc mồm. Trương sư chỉ cùng vị phó điện chủ này nói mấy câu, người sau liền quay giáo. Không khỏi quá lợi hại đi. Chương 2162, khó lòng giải bày 2. Bởi như vậy, vô luận từ phương diện nào, tình huống đều có lợi với bọn họ. Rõ ràng là Trương Huyền, lấy thân phận danh sư lục tinh xúc phạm thất tinh, làm trái lễ phép, kết quả nói đến nói đi, biến thành đối phương lấy lớn hiếp nhỏ, có ý định mưu hại. Đoán chừng hai vị trước mắt này, nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đi địa lao tra một chút, nhìn xem có người của độc điện hay không. Không để ý tới biểu lộ của song phương, Ngô sư phân phó một vị danh sư. Không chỉ chiến sư đường tới không ít người, danh sư đường cũng tới rất nhiều danh sư. Trương Huyền cầu cứu, Ngô sư không dám có bất kỳ chần chờ, toàn bộ danh sư đường còn kém dốc toàn bộ lực lượng. Vâng, một vị danh sư xoay người đi ra ngoài. Không lâu sau liền đi trở về, hai tay ôm quyền. Bẩm báo Ngô sư, hình đường chủ, trong địa lao của Trung Thanh Vương phủ hoàn toàn chính xác nhốt rất nhiều người của độc điện, tất cả đều bị trọng thương. Quả nhiên, nghe xong báo cáo, sắc mặt Ngô sư cực kỳ khó coi, quay đầu nhìn Điền Phó Đường Chủ. Dùng người của độc điện, mưu hại Trương sư, Điền Phó Đường Chủ, chuyện này ta sẽ chi tiết báo cáo. Hết thảy đều nhất nhất đối ứng, thuận lý thành chương, căn bản không cần nghe giải thích. Từ Khâu Ngô Cung trở về, thực lực của hắn tấn thăng đến nửa bước xuất khiếu cảnh, tự động trở thành Phó Đường Chủ, địa vị đã tương đương đối phương, tuy trên thực quyền không bằng, nhưng đối phương làm ra sự tình đại nghịch bất đạo như thế, vẫn có tư cách thẩm vấn. Ta, oán hận nhìn Trương Huyền, Điền Phó Đường Chủ biết rõ hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Vốn tưởng rằng có thể làm cho đối phương tăng thêm một tội danh, thuận lợi xử trí, giải quyết tai họa ngầm, không nghĩ tới ngay từ đầu liền rơi vào cái bẫy của đối phương. Không thể không nói, Trương Huyền này vô luận phản ứng hay ứng biến, đều là nhất đẳng, ngay cả bọn hắn cũng không cách nào phòng bị. Ta hy vọng có thể để đường chủ tự mình xử lý, nếu như kết quả điều tra thực giống như các ngươi thấy, báo cáo tổng bộ ta cũng không thể nói gì hơn. Cắn răng một cái nói. Hắn có thể nhìn ra, Ngô sư cùng hình đường chủ, cùng Trương Huyền quan hệ rất sâu, để cho bọn họ tiếp tục nữa, mình nhất định sẽ không cách nào rửa sạch.
Ngưu hại danh sư, chỉ là tội danh này, có thể khiến hắn mất đi địa vị bây giờ, gây chuyện không tốt, thân phận danh sư cũng mất đi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể để cầu đường chủ tự mình xử lý, có lẽ còn có chuyển cơ. Ta từ di tích trở về, liền báo cáo cầu đường chủ, để hắn chuyên môn điều tra. Đệ tử thân truyền của ngươi lừa gạt tin tức của Trương Dẫn Khâu, để lộ cho dị linh tộc. Đã là sự thật chắc chắn, hiện tại lại cố ý ngưu hại Trương Sư, coi như là đường chủ tự mình thẩm vấn, cũng khó tránh khỏi kết cục đồng dạng. Ngô Sư hừ lạnh. Sắc mặt của Điền Thanh Phó Điện Chủ trắng nhợt. Lúc trước, đám người Trương Dẫn Khâu không muốn nhiều lời, cũng là bởi vì người lừa gạt tin tức địa vị tôn sùng. Đúng là đệ tử thân truyền của Điền Phó Điện Chủ. Sau khi Ngô Sư trở về, cẩn thận điều tra, giờ phút này chứng cứ đã vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ rồi. Trương Huyền cũng là nghe được tên đối phương, mới dám gan lớn trực tiếp động thủ như thế. Bản thân đang ở trong điều tra, rõ ràng còn dám tìm mình phiền toái, đã như vậy. Không ngại cho đối phương cái bô phân càng lớn. Người đâu, áp giải Điền Phó Đường Chủ cùng Trung Thanh Vương về danh sư đường, chờ đợi xử lý. Hừ một tiếng, Ngô Sư quay đầu phân phó. Danh sư đường trấn áp một phương, theo đạo lý sẽ không dễ dàng xuất thủ xử lý đại quan ở địa phương, như vậy vô cùng dễ dàng gây nên đủ loại mâu thuẫn, nhưng đối phương mưu hại danh sư, tội ác tày trời, đã xúc phạm thân phận cùng địa vị của đệ nhất chức nghiệp, nhất định phải xử trí. Nếu không, ai cũng cho rằng danh sư dễ khi dễ, làm sao có thể trấn áp bốn phương. Danh sư không thể nhục, không phải là nói không, dám gây vào, sẽ phải trả giá rất đắt. Vâng. Rất nhiều danh sư lao qua, từ trong tay đám người Lưu Điện Chủ tiếp nhận hai người, mang theo đi ra đại điện. Trương Sư, bây giờ ngươi như thế nào? Thấy hai người bị áp đi, Ngô Sư ân cần nhìn qua. Ta không sao. Trương Huyền lắc đầu, ở dưới đám người Lạc Thất Thất nâng đỡ, đứng lên, vẻ mặt áy náy. Điền Thanh Phó Điện Chủ động thủ với ta, ta cũng làm ra phản kích, có trái sư đạo. Vì đền bù tội lỗi, ta quyết định sau khi thương thế tốt lên. Đi sông danh sư đường, mong được đáp ứng. Sông đường. Trên đầu Ngô Sư gân xanh nhảy loạn. Này được rồi, chuyện này ta sẽ cẩn thận báo cáo, bị đối phương công kích, ra sức phản kháng, cũng không tính quá phận. Danh sư, nếu như ở một chỗ nào đó thực làm ra sự tình trái ngược quy củ, muốn rửa sạch tội lỗi, chỉ có một phương pháp, đó chính là sông đường. Lúc trước vì lộ trùng, đơn đấu Hiên Viên Vương Quốc, đánh bại đường chủ Hiên Viên phân bộ. Vi phạm với quy củ, sau đó tiến hành sông đường, mới có thể may mắn thoát khỏi. Sông đường, cũng chính là một người, lẻ loi một mình, đơn đấu toàn bộ cửa khẩu danh sư đường thiết trí. Tương đương với dùng trí tuệ, lực lượng một người, đối kháng một danh sư đường phân bộ. Hầu như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nguyên nhân chính là như thế, trong lịch sử, có thể thành công, ít càng thêm ít, chưa có nghe nói. Bất quá, người khác không thành công. Nhớ tới thân phận cùng rất nhiều thủ đoạn của vị trước mắt này, Ngô Sư không dám đáp ứng. Ở Khâu Ngô Cung, coi như là hắn cũng cam tâm tình nguyện nghe theo đối phương an bài. Vô luận từ một phương diện nào, vị trước mắt này, đều đã cường đại đến cực điểm. Thật muốn tới sông đường mà nói, tuy Thanh Nguyên đế quốc danh sư đường lợi hại, nhưng chỉ sợ cũng không chịu nổi. Một khi bị thông qua, vô điều kiện nghe theo đối phương phân phó. Thật sự là xấu hổ chết người ta rồi. Nếu như Ngô Sư nói như vậy, ta an tâm. Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, lần nữa nhìn qua. Người độc điện là vì ta bị liên quan, có thể làm phiền hình đường chủ mang về chiến sư đường không? Đưa đến chiến sư đường. Hình đường chủ sững sờ. Đúng vậy, tuy danh khí của độc sư không tốt, nhưng nếu như lợi dụng tốt, sức chiến đấu sẽ gia tăng thật lớn, đối kháng dị linh tộc mà nói, cũng sẽ có trợ giúp rất lớn, vì vậy. Ta muốn để cho bọn họ gia nhập chiến sư đường. Trở thành một phân điện trong đó. Trương Huyền nói. Chương 2163, thấy lại Hứa trưởng lão một. Người của độc điện hoàn toàn chính xác là bởi vì hắn, mới bị liên quan đến, một khi giao cho danh sư đường, tất nhiên sẽ chịu rất nhiều chính nghĩa chi sĩ xa lánh, kết quả cuối cùng ai cũng không biết. Nhưng mà nếu như có thể chiêu mộ vào chiến sư đường, liền không giống nhau. Không chỉ cho cơ hội tẩy trắng, càng ban cho thân phận tốt hơn. Chắc hẳn rất nhiều độc sư sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, nếu như có thể dùng tốt độc sư, thực lực chỉnh thể của chiến sư đường tất nhiên sẽ lập tức bạo tăng. Chuyện này nhất định không được. Da mặt của hình đường chủ co lại, vội vàng khoát tay. Vì sao?
Trương Huyền sững sờ. Độc sư ngươi cũng biết, luôn đã quen phân tán, ta sợ gia nhập chiến sư đường, rất khó khống chế. Chuyện trọng yếu nhất, là công pháp tu luyện của bọn hắn, rất nhiều đều cực kỳ quỷ dị, không phải đường lối đứng đắn, danh sư sẽ không làm. Hình đường chủ lắc đầu. Độc sư, vì tăng lên tu vi, nuôi dưỡng độc trùng, nuốt vào độc vật, thậm chí dùng tính mạng dưỡng cổ. Không ít thủ đoạn đều chạm đến điểm mấu chốt của danh sư. Chiến sư, là một chi nhánh của danh sư, thật muốn tiếp nhận, về sau còn làm sao dùng người. Chiến sư có thể tăng lên thực lực, có thể tăng lên sức chiến đấu, nhưng cũng có chuẩn tắc, không phải là người nào cũng có thể thu. Cái này đơn giản, ta sẽ lần nữa xếp đặt thiết kế phương pháp tu luyện độc công cho bọn hắn, đường đường chính chính, phù hợp đại đạo. Hơn nữa, ta sẽ để bọn họ nghe lời, để đường chủ có thể triệt để khống chế. Trương Huyền nói, trong độc công, hoàn toàn chính xác có rất nhiều trái nhân luân, lễ giáo, bất quá chuyện này muốn xử lý rất đơn giản. Chỉ cần tu luyện độc công bản rút gọn, không chỉ tu vi tiến bộ cực nhanh, cũng không cần đi tà ma ngoại đạo. Cái này, hình đường chủ trần chờ. Năng lực của thanh niên trước mắt này hắn biết rất rõ ràng. Có thể nhìn công pháp một lần, 11 cái hô hấp, liền tu luyện tới viên mãn như ý, sửa chữa độc công, thật sự có khả năng. Nếu như có thể giải quyết hai điểm này, hợp nhất độc sư, đối với chiến sư đường bọn họ hoàn toàn chính xác có trợ giúp rất lớn. Không nói cái khác, chỉ nói Trung Thanh Vương, năm đó nếu không phải dựa vào độc, làm sao có thể một bước lên trời, ngắn ngủn hơn 20 năm, liền đi tới tình trạng bây giờ. Danh sư, hữu giáo vô loại, tuy danh tiếng của độc sư không tốt, nhưng tổng bộ một mực không có hạ lệnh diệt trừ, nói rõ đang cho cơ hội. Nếu như Trương sư có thể có biện pháp, khiến những độc sư này cam tâm tình nguyện vì nhân tộc dốc sức, ta sẽ báo cáo tổng bộ, tuyệt đối là một đại công. Nghe được đối thoại, Ngô sư nói xen vào. Độc sư là để cho người sợ hãi, nhưng có thể dùng tốt, sức chiến đấu sẽ rất đáng sợ. Nhất là thời điểm đối mặt quần công. Tổng bộ độc điện, tuy che giấu rất sâu, nhưng tổng bộ danh sư đường tất nhiên biết được, cho tới nay không có đối phó giống như vu hồn sư lúc trước, xuất thủ tiêu diệt, nói rõ không phải tội ác tài trời. Không thể tha thứ. Huống chi, những độc sư này, rất nhiều đều sinh trưởng ở trên đảo nhỏ kia, chưa bao giờ đi ra, coi như học độc, cũng chưa có hại ai. Không có hại ai, chưa làm việc ác, chỉ bằng vào chức nghiệp không tốt, liền muốn gạt bỏ tánh mạng người ta, thật làm như vậy, danh sư cùng những chức nghiệp khác có gì khác nhau. Tốt, nghe được Ngô sư đồng ý, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra. Tuy thực lực của hình đường chủ vượt qua Ngô sư, nhưng muốn nói địa vị. Tự nhiên là người sau cao hơn một bậc, nếu như hắn nói vậy, tất nhiên là nghĩ kỹ phương pháp xử lý. Vậy hai vị ở chỗ này đợi chờ, ta đi địa lao xem người độc điện, thuận tiện nhìn xem có thể thuyết phục hay không, thật sự không được, lại thương nghị quyết định như thế nào. Trương Huyền nói, cái này, cũng tốt, bất quá trên người Trương sư còn có tổn thương. Ngô sư có chút bận tâm, ăn xong thuốc chữa thương, cộng thêm thể chất của ta, tạm thời đã không có trở ngại. Trương Huyền cười khoát tay áo. Không ngại là tốt rồi, bất quá tính tình của độc sư khó đoán, không bằng ta đi với ngươi. Nhớ tới thủ đoạn của vị trước mắt này, biết rõ chút tổn thương ấy hẳn là không ngại, Ngô sư nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp. Được rồi, lấy địa vị cùng thân phận của ngươi bây giờ, ta sợ sẽ mang đến áp lực cho bọn hắn, ta một mình đi tới là được. Trương Huyền cự tuyệt. Muốn thuyết phục đám người Hứa trưởng lão gia nhập chiến sư đường, hơn nữa ngoan ngoãn nghe lời. Khẳng định phải bày ra thân phận tôn cường, Ngô sư đi tới, chẳng khác nào chứng thực thân phận độc sư của hắn, vẫn phải cẩn thận một chút mới tốt. Cái này, dừng lại một chút, Ngô sư đành phải nhẹ gật đầu. Cũng tốt, chúng ta có thể không vào địa lao, bất quá phải ở bên ngoài đợi chờ, một khi phát hiện vấn đề, sẽ lập tức xuất thủ. Làm phiền nhị vị rồi. Biết rõ đối phương là thật quan tâm mình, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Dưới sự dẫn dắt của vị danh sư vừa rồi kia, mọi người đi vào địa lao. Để Ngô sư, hình đường chủ ở bên ngoài chờ đợi, Trương Huyền đi vào một mình. Địa lao của vương phủ có chút âm trầm, bốn phía hiện đầy đủ loại đại trận, phòng ngừa tu luyện giả bị giam giữ chạy ra. Đi vào trong đó, cốt cách toàn thân Trương Huyền khanh khách rung động, một lần nữa biến thành bộ dáng tôn cường. Hứa trưởng lão. Rất nhanh thấy được Hứa trưởng lão, quả nhiên giống như vị danh sư kia nói. Nhận lấy cực hình rất nặng, so với hơn 2 tháng trước gầy đi không ít, khí tức cũng có chút uể oải. Xem xét liền biết, thương thế không nhẹ.
đồng dạng bị giam giữ, chỉ có đại khái khoảng 100 người. Còn những người khác của Độc Điện, sống hay chết cũng không biết. Tổ sư, chứng kiến Trương Huyền, đám người Hứa trưởng lão vốn sững sờ, sau đó từng cái tràn đầy kích động. Vị tôn cường trước mắt này, Hải Độc Sư, Bạch Độc Sư đã chứng minh thân phận, bọn hắn không có chút hoài nghi nào. Ta chỉ là người hộ tống tổ sư, không phải tổ sư, gọi ta tôn cường là được. Chương 2164, thấy lại Hứa trưởng lão hai. Lắc đầu, Trương Huyền nói. Các ngươi chịu khổ, cái này là đan dược khôi phục thể lực, nhanh dùng đi, tranh thủ khôi phục chút thể lực. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra mấy cái bình ngọc, đưa đan dược tới. Săn giết Thanh Điền thập đại vương giả, hắn có rất nhiều loại đan dược bổ dưỡng này, chỉ cần lặng lẽ quán thâu chút thiên đạo chân khí, chữa thương, khôi phục thể lực, liền có được kỳ công. Vâng. Đám người Hứa trưởng lão cũng không nhiều lời, tất cả đều tiếp nhận đan dược ăn vào. Dược vật vào miệng liền tan, thiên đạo chân khí cất giấu trong đó theo huyết dịch chảy qua toàn thân, lúc trước bị tổn thương, lập tức mắt thường có thể thấy được khôi phục. Cái này, cảm nhận được biến hóa, đám người Hứa trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được. Cái này so với bọn hắn phối trí dược vật, hiệu quả cường đại hơn quá nhiều. Không hổ là người hộ tống tổ sư, nhất định đã nhận được tổ sư truyền thừa. Độc Điện thế nào? Thấy bọn họ khôi phục thể lực, Trương Huyền hỏi. Độc Điện. Hốc mắt của Hứa Du đỏ bừng. Coi như triệt để hủy, chỉ có chúng ta sống sót, mặt khác cơ bản đều bị đồ sát sạch sẽ. Minh Chân Thân là Độc Điện phó điện chủ, biết rõ hết thảy bí mật của toàn bộ Độc Điện, nhẹ nhõm dẫn người lẻn vào, lúc này mới khiến tất cả mọi người không có phòng bị. Cuối cùng bị hạo kiếp trước đó chưa từng có. Đồ sát, Trung Thanh Vương kia là trực tiếp đồ sát. Trương Huyền nhíu mày. Vốn hắn cho là gặp phản kháng rất mạnh, song phương đều có tổn thương, nhưng nghe khẩu khí của đối phương, tựa hồ không có chuyện như vậy. Vâng, bọn họ tiến công buổi tối, chúng ta không có chút phòng bị, liền bị vây quanh, trong vòng một đêm, máu chảy thành sông, cơ nghiệp trên vạn năm của Độc Điện, bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nắm đấm siết chặt. Sắc mặt Hứa Du đỏ bừng. Cái này, ánh mắt Trương Huyền nheo lại. Độc Điện, hắn đi qua, không chỉ có độc sư, còn có rất nhiều dân chúng bình thường, những người này không có thiên phú luyện độc, cũng không có tu luyện. Không nghĩ tới cũng không lưu tình. Tuy chức nghiệp độc sư làm cho người hoảng sợ, nhưng những độc sư này một mực co đầu rút cổ ở trong đảo nhỏ của mình, tự cung tự cấp, chưa bao giờ đi ra ngoài hại người, như vậy cũng hạ thủ được, Trung Thanh Vương này cũng quá tàn nhẫn đi. Vốn còn nghĩ, xếp đặt thiết kế đối phương một trận, có phải quá mức hay không, hiện tại xem ra, quả thực quá nhẹ rồi. Loại người này, giết chết 100 lần cũng không tính quá đáng. Trung Thanh Vương này tàn sát sạch sẽ cả Độc Điện, sau đó những độc sư đạt tới cấp 5 trở lên, toàn bộ tập trung lại, phong ấn tu vi, giam giữ ở chỗ này, mỗi ngày dùng cực hình. Muốn cho chúng ta vì hắn phối chế đại lượng độc dược. Nói lên vị đệ nhất vương gia này, Hứa Du nghiến răng. Trong mắt tràn đầy hận ý, tựa như muốn ăn người. Đại lượng. Trương Huyền nhíu mày. Thuốc gì? Vị Trung Thanh Vương này, ở Thanh Nguyên Đế Quốc, dưới một người trên vạn người, thực lực mạnh mẽ không nói, quyền lực cũng lớn không có giới hạn. Loại người này, nếu như chỉ đơn thuần độc sát đối thủ chính trị, không đến mức đại lượng phối chế dược vật A. Là Thanh Phong Tán. Hứa Du nói. Ngũ cấp Thanh Phong Tán. Trương Huyền sững sờ. Loại độc dược này, vô sắc vô vị, có thể kèm theo gió tản mát bốn phía, có tác dụng với người dưới thánh vực, sau khi hấp thu, trong thời gian ngắn gân cốt mềm yếu không có khí lực. Vị Trung Thanh Vương này, muốn phối chế bao nhiêu? Thanh Phong Tán không tính là kịch độc lợi hại, nhưng có thể rộng rãi truyền bá, chỉ cần ngửi được sẽ trúng độc, khó lòng phòng bị. 10 tấn. Hứa Du nói. 10 tấn. Lông nghi của Trương Huyền nhảy dựng. Thanh Phong Tán bình thường. Một lọ để vào trong gió, có thể đơn giản độc mấy trăm người, 10 tấn. Chỉ sợ có thể độc sát mấy ngàn vạn người a. Gia hỏa này muốn nhiều như vậy làm gì? Hắn là cựu nhân của Độc Điện chúng ta, cùng hắn không đội trời chung, làm sao có thể làm việc cho hắn? Vì vậy một mực không có đáp ứng. Nhìn ra Trương Huyền lo lắng, Hứa Du giải thích một câu, đồng thời có chút kỳ quái nhìn qua. Tôn, Cường tiền bối, làm sao biết chúng ta ở đây? Ngươi cứ như vậy tiến đến. Sẽ không bị phát hiện chứ. Bây giờ bọn hắn chết không có gì đáng tiếc, nhưng mà nếu bởi vậy liên quan đến vị trước mắt này, liền thẹn với tổ tiên rồi. Trung Thanh Vương đã bị ta đánh trọng thương,
hơn nữa bị người danh sư Đường bắt thẩm vấn, hiện tại ta tới đây, chính là chuyên môn cứu các ngươi ra ngoài. Trương Huyền nói, đánh trọng thương, cứu chúng ta đi ra ngoài. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không thể tin được. Vốn tưởng rằng bị bắt tới đây, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nằm mơ cũng không nghĩ đến, vị tiền bối hộ tống tổ sư kia trở về, còn báo thù thay bọn hắn. Ân, bất quá thân phận của các ngươi bây giờ, coi như đi ra ngoài, cũng tương đối lúng túng. Ta muốn đổi lại thân phận cho các ngươi, không biết có nguyện ý hay không? Trương Huyền nói, đổi thân phận. Hứa Du nhíu mày. Thân phận gì? Những người khác cũng nhìn qua. Chiến sư. Trương Huyền nói. Chương 2165, Ngô Sư phân tích 1. Chiến sư. Rất nhiều độc sư hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Đúng vậy, chỉ cần các ngươi trở thành chiến sư, có thể quang minh chính đại tiêu sái ở Thanh Nguyên Thành, mà không cần lo lắng các loại chỉ trích cùng phiền toái. Sẽ không cần sợ hãi có người tố cáo truy sát, càng không cần lo lắng danh sư Đường thẩm vấn. Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười. Cái này. Rất nhiều độc sư sắc mặt đỏ bừng, từng cái siết chặt nắm đấm. Thân là độc sư, nguyện vọng lớn nhất là có thể không đề phòng ánh mắt của danh sư, hành tẩu ở trong ánh sáng. Nếu quả thật có thể thực hiện, vị tôn cường tiền bối trước mắt này, thật tương đương cứu được mạng của bọn hắn, cho cơ hội sống lại lần thứ hai. Thế nhưng chúng ta không phải danh sư, muốn trở thành chiến sư, hầu như không thể nào. Hứa Du tràn đầy lo lắng nhìn lại. Những người khác cũng mang theo nghi vấn giống nhau. Chiến sư, là một chi nhánh của danh sư, dưới tình huống bình thường, từ danh sư bên trong tuyển chọn, bọn hắn chỉ là một đám độc sư. Chiến sư, 89 phần 10 là danh sư, bất quá. Cũng sẽ tiến cử một ít nhân tài đặc thù, độc sư chúng ta, tuy danh khí không tốt lắm, nhưng chính thức chiến đấu, độc vật tung ra, sức chiến đấu cũng hết sức kinh người. Nếu như có thể thu hút chiến sư Đường, trở thành một thành viên trong đó. Dù chỉ thuộc về quân dự bị, không có ở trong biên chế, cũng tương đương đã có thân phận chính thức, không cần khổ cực như vậy nữa rồi. Trương Huyền cười gật đầu. Chiến sư Đường có quy định chiêu dẫn nhân tài đặc thù, bất quá, đại bộ phận đều là loại trình độ như Trịnh Dương, đám người Hứa trưởng lão, nói thật, còn kém chút. Bất quá, trở thành quân dự bị, không quy thuộc biên chế của Tổng bộ chiến sư Đường, cũng không phải là không thể được, một khi lập công, lại trình báo chính thức cũng không muộn. Nếu như có thể như vậy tự nhiên tốt nhất, nhưng công pháp của chúng ta, chỉ sợ sẽ bị danh sư kháng cự, ta sợ. Ở chung lâu rồi, sớm muộn gì cũng bộc phát mâu thuẫn. Hứa trưởng lão nói tiếp. Ta biết rõ lo lắng của các ngươi, bất quá chuyện này, tổ sư đã sớm an bài, cái này là công pháp tổ sư lưu lại, chỉ cần các ngươi dựa theo cái này tu luyện, tốc độ tấn cấp chẳng những nhanh hơn, còn không sử dụng thủ đoạn làm trái đạo đức. Cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền đưa qua mấy bản thư tịch. Đúng là thiên đạo độc công bản tinh giản. Ban đầu ở độc điện siêu tập xong, liền viết lưu lại, mục đích là vì về sau có cơ hội truyền cho người khác. Đám người Hứa trưởng lão nghi hoặc tiếp nhận, chỉ nhìn thoáng qua, từng cái kích động sắc mặt đỏ lên, hô hấp kìm lòng không được dồn dập lên. Bọn hắn ở trên dùng độc, ít nhất đều đắm chìm trên trăm năm, biết rõ độc công ưu khuyết, mấy bản trước mắt này, tuy nội dung không nhiều lắm, lại chữ chữ châu ngọc, mỗi một câu đều có ý nghĩa khắc sâu. Trực chỉ hạch tâm đại đạo. Dựa theo cái này tu luyện, có thể đoán được, bọn hắn nắm giữ độc công càng ngày càng mạnh, thực lực cũng càng thêm tinh thuần mạnh mẽ. Đồng cấp, sức chiến đấu bạo tăng gấp 2-3 lần, cũng là hết sức dễ dàng. Đa tạ tổ sư ban cho công pháp. Tràn đầy kích động, rất nhiều độc sư đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Đã có bộ công pháp này, bọn hắn không cần vất vả ở bốn phía, tìm kiếm các loại cổ trùng, các loại kịch độc. Thậm chí làm ra một ít sự tình trái ngược đạo đức rồi. Có thể gia nhập chiến sư Đường, là hình Đường chủ ưu ái, ta hy vọng các ngươi có thể nghe theo hắn phân phó, không nên hành động theo cảm tính, nếu không coi như là ta, cũng không cứu được các ngươi. Nên nói đã nói xong, sắc mặt Trương Huyền nghiêm túc nói. Vâng, mọi người gật đầu. Dù độc sư dùng độc đáng sợ, bỏ qua quần công, nhưng đối mặt chiến sư, lực lượng còn kém xa. Chiến sư không chỉ chiến lực mạnh mẽ, càng trọng yếu là, bọn hắn tu luyện cực kỳ khắc khổ, rất nhiều người đều có tính kháng độc rất mạnh. Độc sư đồng cấp, cùng chiến sư đối chiến, khả năng ngay cả độc cũng không kịp lấy ra, đã bị trực tiếp giết chết. Coi như là sớm bố trí, đối phương cũng có khả năng ở lúc sắp chết giết đối thủ. Tốt rồi, nhớ kỹ nội dung trên thư tịch, sau đó thiêu hủy. Trừ bọn ngươi ra,
ta không hy vọng bộ công pháp này lại truyền đi. Trương Huyền nói tiếp. Vâng, mọi người đồng ý. Dù chỉ là bản độc công rút gọn, cũng cực kỳ đáng sợ, tin tức để lộ, tất nhiên sẽ khiến vô số người ngấp nghé. Trương Huyền hợp nhất mọi người, hình đường chủ cùng Ngô Sư đứng ở ngoài địa lao. Ngô Sư, chiến sư đường nhận lấy độc sư, truyền đi làm sao bàn giao với danh sư đường. Hình đường chủ nhíu mày. Hắn vốn không có ý định đáp ứng, kết quả Ngô Sư mở miệng, liền không tiện phản bác. Tuy lực chiến đấu của hắn hơn xa đối phương, nhưng muốn nói đối với nắm chắc cùng cái nhìn toàn cục, tuyệt đối xa xa không kịp. Danh sư, không chỉ giảng bài cường đại, càng trọng yếu là, ở trên nhìn xa cũng vượt qua người bình thường rất nhiều. Ngươi có phải cảm thấy, Trương sư đã mang đến phiền toái cho chiến sư đường các ngươi hay không? Nghe được hắn hỏi thăm, Ngô Sư lắc đầu nhìn qua. Cái này, vẻ mặt hình đường chủ lúng túng. Tuy không nói ra miệng, nhưng trong lòng đúng là nghĩ như vậy. Độc sư cương quyết bướng bỉnh, vô cùng phiền toái, hơn nữa thủ đoạn hạ độc khó lòng phòng bị, nếu quả thật để đối phương lưu lại chiến sư đường, còn không gà bay chó chạy, rối loạn ngất trời. Kỳ thật ngươi không rõ Trương sư khổ tâm, hắn làm như vậy cũng là vì chiến sư đường, vì nhân tộc chúng ta. Chương 2166, Ngô Sư phân tích 2. Thấy hắn quả nhiên nghĩ như vậy, Ngô Sư cười khổ. Vì chiến sư đường cùng nhân tộc. Hình đường chủ không hiểu. Đám người kia, là một đống đại phiền toái, sao có thể là vì bọn hắn? Chỉ biết ngươi không hiểu. Thấy biểu lộ của hắn, Ngô Sư lắc đầu. Ta hỏi ngươi trước, thả bọn độc sư này ra, ngươi là giam lỏng hay chém giết bọn chúng? Cái này, bọn hắn không có phạm sai lầm, càng không có độc sát nhân tộc. Tại sao phải giam lỏng chém giết? Hình đường chủ sững sờ. Tuy danh sư đường, chiến sư đường quản lý toàn bộ đại lục, nhưng cũng chú ý quy tắc, không phải là cường đạo. Bọn độc sư này, bản thân chính là người bị hại, lại không có làm ra sự tình thương thiên hại lý, coi như thực lực bọn hắn mạnh mẽ, khống chế quyền lực, cũng không thể tùy tiện giam lỏng hay giết chết. Đúng vậy, không thể giam lỏng, không thể chém giết. Độc điện của bọn họ lại bại lộ, bị hủy diệt, không cách nào trở về. Nhiều độc sư như vậy giải rác ở toàn bộ Thanh Nguyên đế quốc, thật gây ra tai họa thì làm sao bây giờ? Ngô Sư nói, cái này, hình đường chủ nói không ra lời. Nhiều độc sư như vậy, ở chung một chỗ, vây quét chém giết còn dễ. Nhưng mà một khi phân tán, dung nhập toàn bộ đế quốc, còn muốn tìm liền hầu như không thể nào. Những người này, thật muốn lặng lẽ hạ độc đối phó người bình thường, đến lúc đó, coi như là tìm được hung thủ, cũng đã chậm. Hợp nhất bọn chúng đến chiến sư đường, khống chế phạm vi hoạt động của bọn hắn, tránh xuất hiện tai họa càng lớn. Trương sư làm như vậy, kỳ thật tương đương biến tướng giam lỏng. Bất quá, trên danh nghĩa lại dễ nghe hơn nhiều, không chỉ không tổn hại thanh danh của chúng ta, hơn nữa còn có thể nổi bật danh sư đường dung người độ lượng, nhất cử lưỡng tiện. Cái này, hình đường chủ há miệng, nói không ra lời. Đối phương phân tích, nghĩ nghĩ đúng là như thế. Một khi độc sư này gia nhập chiến sư đường, sẽ bị quy định của chiến sư đường ước thúc, không thể tự do phân tán. Hoàn toàn chính xác tương đương giam lỏng ở chỗ này, không cách nào đi ra ngoài làm ác. Đương nhiên đây chỉ là mục đích thứ nhất của Trương sư. Mục đích thứ hai, là chân tâm thật ý suy nghĩ cho chiến sư đường các ngươi. Ngô sư nói tiếp, hơn 20 năm trước cùng dị linh tộc chiến đấu, chiến sư đường tổn thất nghiêm trọng bao nhiêu, người bây giờ cũng ký ức hãy còn mới mẻ a. Vâng, hình đường chủ lên tiếng. Năm đó thanh điền nhất mạch dốc toàn bộ lực lượng. Chiến sư đường bị vây công, trọng thương vô số, ngay cả hắn cũng thiếu chút nữa vẫn lạc. Nếu không phải tề lão xuất thủ, khẳng định đã sớm chết rồi. Tuy dị linh tộc có chuẩn bị mà đến, nhưng muốn thắng được chiến sư đường chúng ta, cũng không dễ dàng như vậy, nhưng mà lần kia thảm liệt như vậy, người hẳn là rõ ràng xảy ra biến cố gì. Thần sắc của Ngô Sư ngưng trọng. Dị linh tộc có chuẩn bị mà đến, nhưng chiến sư đường chưa bao giờ buông lỏng qua, một mực chuẩn bị chiến tranh. Dựa theo tình huống bình thường, coi như song phương giao thủ, chỉ bằng vào chiến sư đường có thể tiêu diệt toàn bộ, không cần danh sư đường, tính cả toàn bộ Thanh Nguyên đế quốc xuất thủ. Đáng tiếc, ba thế lực đều xuất thủ, kết quả như cũ là thắng thảm. Nguyên nhân chính là như thế, Thanh Nguyên phong hào đế quốc, ở trong bát đại phong hào đế quốc, biến thành tồn tại yếu nhất, hơn 20 năm cũng không có khôi phục nguyên khí. Là, Chí Tôn Thanh phong tán. Hình đường chủ siết chặt nắm đấm. Lúc trước người chiến sư đường bọn hắn,
chẳng biết lúc nào bị Hạ Chí Tôn thanh phong tán, hết thảy chiến sư, từng cái đều toàn thân mềm yếu, sức chiến đấu rớt xuống rất nhiều. Lúc này mới bị đối phương thừa cơ chiến thắng. Ngay cả hắn cũng không có may mắn thoát khỏi. Chuyện này, giống như cây gai, một mực đâm vào trong lòng, khiến hắn không cách nào tiêu tan. Đúng vậy, chính là loại độc dược này, theo gió mà bay, vô sắc vô vị. Ai cũng không có biện pháp phát hiện, coi như là ta lúc đầu cũng không có phát giác được. May mắn Điền Thanh Phó đường chủ phát hiện, mới khiến cho danh sư đường tổn thất không có lớn như vậy. Bởi vì sự kiện này, hắn cũng triệt để nắm toàn bộ danh sư đường trong tay, quyền lợi càng lúc càng lớn. Ngô sư cảm khái một câu, nói tiếp. Trương sư để nhiều độc sư như vậy gia nhập chiến sư đường, thứ nhất, là muốn cho chúng ta có một chi đoàn thể có thể dùng độc chiến đấu, gặp lại loại sự tình này mà nói, có thể nhẹ nhõm ứng đối. Thứ hai, đã có độc sư gia nhập, người chiến sư đường cũng có cơ hội tôi luyện kháng độc tính, về sau dị linh tộc thật muốn dùng độc, cũng không biến thành trở tay không kịp. Cái này, hình đường chủ sửng sốt, hoàn toàn chính xác, đã có độc sư gia nhập, gặp lại sự tình 20 năm trước, tất nhiên có thể sớm phòng bị, không đến mức bị động. Những thứ này, thật sự là trương sư tính toán tốt. Buồn bực một lát, càng nghĩ càng cảm thấy để độc sư gia nhập chiến sư đường, trăm lợi mà không một hại, hình đường chủ nuốt ngụm nước miếng, nhịn không được nhìn qua. Những chuyện này, hắn cũng không có nghĩ đến, bản thân đối phương bị trọng thương, thời gian còn ngắn ngủi như thế, liền nghĩ thấu triệt. Thật hay giả, trí tuệ của trương sư, không phải là chúng ta có thể đoán, ta cũng là nghe yêu cầu của hắn, suy tư thật lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngô sư cảm khái, không nghĩ còn may, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này làm rất tốt, chỉ có người đại trí tuệ mới có thể làm ra. Cái này, lần nữa cân nhắc một lát, càng ngày càng bội phục, hình đường chủ cũng tự đáy lòng cảm khái. Trương sư thật là thần nhân. Chương 2167, ta thích ngươi, 1. Tôn Cường tiền bối, chúng ta đã nhớ kỹ toàn bộ công pháp. Chừng nửa canh giờ, Hứa Du trưởng lão ôm quyền nói. Hủy đi. Trương Huyền khoát tay áo. Đám người Hứa trưởng lão gật đầu, bàn tay lăng không chảo một cái, mấy quyển bí tịch trước mắt liền hóa thành cho bụi triệt để biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tiền bối, sau khi ra ngoài, chúng ta nên tìm ngươi như thế nào? Biết rõ vị sứ giả tổ sư này, sớm muộn gì cũng rời đi, Hứa Du trưởng lão nhịn không được nói. Vị này cho bọn hắn sinh mệnh lần thứ hai, trong lòng cảm kích, vô luận biểu đạt như thế nào cũng không quá đáng. Tìm ta. Trương Huyền lắc đầu. Các ngươi không cần tìm ta, cũng không cần tìm ta, nếu như có chuyện, ta sẽ tìm các ngươi. Cái này. Hứa Du trưởng lão dừng lại một chút. Cái kia, chúng ta có thể có tư cách biết rõ thân phận chân thật của tôn tiền bối hay không? Về sau có phân phó, dù bản thân tới không được, phái người đưa tin, cũng sẽ xông pha khói lửa, không chối từ. Cái này, nghe được đối phương yêu cầu, chứng kiến ánh mắt chờ mong của bọn hắn, Trương Huyền dừng lại một chút nói. Cũng được, kỳ thật thân phận của ta, là quản gia của Hồng Viễn Đế Quốc danh sư học viện viện trưởng Trương Huyền. Bất quá, ta là người luôn điệu thấp. Hy vọng các ngươi có thể bảo thủ bí mật, đừng nói ra. Quản gia của Trương viện trưởng. Vị Trương viện trưởng này, ta nghe nói qua, là siêu cấp thiên tài nghìn năm không gặp, tuổi còn trẻ liền trở thành viện trưởng của danh sư học viện. Nguyên lai là quản gia của hắn, chúng ta biết. Tiền bối yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói. Biết thân phận chân thật của Trương Huyền, mọi người từng cái tràn đầy hưng phấn nhẹ gật đầu. Tốt, đi ra ngoài đi. Khoát tay áo. Đám người Hứa trưởng lão đồng loạt đi ra ngoài. Thấy bọn họ đi ra, lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng thở dài, khôi phục dung mạo, cũng chậm chậm đi ra. Đợi hắn đi ra địa lao, người độc điện đã bị người chiến sư đường đón đi, phía trên chỉ còn lại có hình đường chủ, Ngô sư cùng với đám người Lạc Thất Thất. Trương sư. Thấy hắn không ngại, lúc này mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, tiến lên đón. Trương Huyền gật đầu. Bọn độc sư này, ta đã khuyên bảo xong, về sau sẽ nghe theo phân phó. Ân, đa tạ trương sư cao thượng. Hình đường chủ ôm quyền. Cao thượng. Thấy đối phương hưng phấn, hơn nữa tràn đầy cảm kích, Trương Huyền không hiểu ra sao. Kỳ thật, hắn còn có chút bận tâm đối phương không tình nguyện, làm sao đi địa lao một chuyến, liền biến thành bộ dáng này rồi hả? Biến hóa này, không khỏi quá nhanh đi. Khách khí, ta thân là danh sư, cái này phải làm. Tuy không biết tại sao thái độ của đối phương biến hóa,
nhưng mà khiêm tốn luôn là bổn phận của hắn, Trương Huyền vội vàng nhẹ gật đầu. Chứng kiến bộ dáng này của hắn, Hình Đường chủ càng thêm bội phục. Vì chiến sư Đường bọn họ suy nghĩ như vậy, cũng không kể công. Đây mới thực sự là phong phạm của cao nhân. Trương sư, không biết một lát nữa có an bài gì không? Ngô sư nhìn qua. Ta tính toán đi thư họa sư công hội hoặc giám bảo sư công hội một chuyến, thi chức nghiệp phụ tu thất tinh, sau đó thăng cấp danh sư thất tinh. Cũng không có gì giấu giếm, Trương Huyền nói thẳng. Vốn có ý muốn đi giám bảo sư công hội, kết quả bị gọi đến nơi này, đại chiến một trận, diễn một tuồng kịch. Ngẫm lại cũng cảm thấy làm trễ nải không ít thời gian. Như thế nào, Ngô sư có sự tình khác? Giải thích xong, Trương Huyền nhìn qua. Là như vậy, ta nghĩ nếu như Trương sư không có việc gì, có thể cùng ta đi danh sư đường, nhìn xem kết quả điều tra của ta. Ngô sư nói. Kết quả điều tra. Ân. Ngô sư gật đầu. Căn cứ Trương dẫn khâu nói, tin tức của hắn là bị một vị danh sư gọi Trần Chiết mang đi. Mà Trần Chiết này, đúng là học sinh thân truyền của Điền Thanh Phó Điện Chủ, cùng hắn quan hệ cực kỳ mật thiết. Ta đã giam giữ người này, bây giờ đang ở danh sư đường, nếu như Trương sư có rảnh, có thể chung một chỗ nhìn xem. Cái này, Trương Huyền nhíu mày. Kỳ thật, đối với những thứ này, hắn không quá hứng thú. Dù sao không chỉ đệ tử đối phương, ngay cả phó đường chủ cũng bị bắt lại, danh sư đường chậm rãi thẩm vấn là được, tham dự hay không tham dự, đều không quan trọng. Đang muốn cự tuyệt, chợt nghe Ngô sư cười cười. Kỳ thật, khảo hạch thư họa sư cùng giám bảo sư, Trương sư cũng không cần phải gấp, buổi tối hôm nay ta tham gia một lần phẩm giám hội, nếu như Trương sư có rảnh, có thể mang ngươi đi, đến lúc đó, thư họa sư công hội, giám bảo sư công hội hội trưởng đều trình diện, giới thiệu cho các ngươi một chút, khảo hạch sẽ thuận tiện hơn không ít. Phẩm giám hội gì? Trương Huyền nhìn qua. Chương 2168, ta thích ngươi 2. Là từ một di tích đào móc ra vài bảo vật, nhân vật có mặt mũi ở Thanh Nguyên Thành đều tham gia, đánh giá đẳng cấp bảo vật, thuận tiện xem có thể chữa trị hay không. Ngô sư gật đầu. Cũng tốt. Dừng lại một chút, Trương Huyền gật đầu. Buổi sáng đi Kinh Hồng sư công hội, lại cùng đệ nhất phương ra rằng có một hai canh giờ, hiện tại đã đến buổi chiều, cách buổi tối cũng không xa, hắn hai mắt tối đen đi khảo hạch, còn không bằng trước gặp hai đại công hội hội trưởng, sớm hỏi thăm một chút, như vậy sẽ tiện hơn. Vậy thì ta ở danh sư đường chờ ngươi. Nghe hắn đáp ứng, Ngô sư ý cười đầy mặt, xoay người đi trước. Cáo từ đám người Hình Đường chủ, Trương Huyền nhìn về phía đám người Tôn Cường. Mấy người các ngươi đi về trước đi. Vâng. Tôn Cường biết mình xông đại họa, không dám nói nhảm, gật đầu đáp ứng. Lão sư, ta có việc muốn hỏi ngươi, không biết có tiện không? Cắn cắn bờ môi, Lạc Thất Thất chần chừ một chút, nhìn qua. Đương nhiên. Trương Huyền cười cười. Thấy nàng có việc hỏi thăm, Tôn Cường cùng Ngọc Phi Nhi không tiện tiếp tục dừng lại, rời đi trước. Thấy bốn phía không ai, bố trí một trận pháp cách âm, Lạc Thất Thất nhìn qua. Lão sư, kỳ thật trong lòng ta có chút nghi hoặc, muốn ngươi hỗ trợ giải đáp. Chuyện ngày hôm nay, ta toàn bộ nhìn ở trong mắt. Điền phó đường chủ cùng Trung Thanh Vương, muốn cố ý tăng thêm tội danh cho ngươi, dùng một ít thủ đoạn, không gì đáng trách. Nhưng, nếu như... Đối phương không sai, làm như vậy, có phải hơi quá đáng hay không, không phù hợp đạo nghĩa danh sư. Nàng từ Huyễn Vũ Đế Quốc nhận thức Trương sư, cùng nhau đi tới, vị lão sư này, đều lấy hình thái cao thượng quên mình vì người xuất hiện ở trước mặt. Từ địa cung cứu nàng, cứu Ngọc Phi Nhi, về sau mạo hiểm thu phục hết thảy thánh thú ở Vân Vũ Lĩnh. Nàng nhìn thấy sự tình một kiện tiếp theo một kiện, đều cho thấy vị Trương sư này cao thượng cùng vĩ đại. Nguyên nhân chính là như thế. Từ ở chung đến bây giờ, càng ngày càng bội phục, thậm chí vẫn cảm thấy, vị trước mắt này, giống như khổng sư năm đó, là một vị danh sư chính thức. Mặc dù có chút thủ đoạn nhỏ, nhưng không ảnh hưởng phong nhã. Nhưng, hôm nay thấy hết thảy, có chút phá vỡ tư duy lúc trước. Bất kể nói thế nào, Điền phó đường chủ cũng là danh sư thất tinh đỉnh phong, danh sư đường phó đường chủ, thân phận như thế, trực tiếp đối kháng. Dĩ nhiên vi phạm với lễ nghi. Chạm đến đồ vật danh sư chú ý tuân thủ nhất. Nguyên nhân chính là như thế, tín niệm của nàng có chút dao động rồi. Danh sư, là cái gì? Nhìn ra nàng nghi kỵ, Trương Huyền không có trực tiếp trả lời, mà mở miệng hỏi. Danh sư, là lão sư, làm gương sáng cho người khác, truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc, làm cho nhân tộc càng ngày càng lớn mạnh, lấy thành làm đức, lấy tin làm gốc,
chồng người trước làm người. Lạc Thất Thất dừng lại một chút nói. Sai rồi, đều sai rồi. Trương Huyền lắc đầu. Sai, cái này là quy tắc trở thành danh sư phải đọc thuộc lòng, chỉ cần là danh sư đều biết. Lạc Thất Thất không hiểu. Nàng vừa nói, đúng là chuẩn tắc của danh sư, là một danh sư đều đọc thuộc lòng. Danh sư, là thầy không giả, nhưng cũng là người. Trương Huyền nói. Người. Ân, là người, thì có hỉ nộ ái ố, thì có tư tưởng, thì có yêu hận. Trương Huyền nhìn qua. Cái này là, nhân tính, năm đó Khổng sư cũng không yêu cầu tu thiên đạo, diệt nhân đạo. Đã như vậy, danh sư cũng phải có tư tưởng của mình, bản thân hỉ nộ ái ố, không cần sự tình gì cũng phải tuân theo lễ nghi, gặp được chuyện trái lương tâm, cũng có thể đi chống lại. Danh sư, là thầy, nhưng không phải đà điểu, nhẫn nhục chịu đựng, mà phải có tư tưởng của mình, mới có thể vận dụng tri thức tốt hơn, càng chạy càng xa. Cái này, Lạc Thất Thất trầm tư. Ta đã từng thấy qua một vị tu luyện giả, phụ thân của hắn là danh sư, từ nhỏ nghe lời đối phương, dốc lòng tu luyện, cảm thấy hết thảy hắn nói đều là chính xác. Đáng tiếc, phụ thân hắn sắp chết, cũng không có đột phá. Cứ như vậy, trong lòng hắn lưu lại bóng mờ. Phụ thân cũng không đột phá được, hắn khẳng định cũng không cách nào đột phá. Ở dưới bóng mờ, thủy chung đi không ra, thậm chí chân khí cùng lực lượng đều tích góp đủ rồi, như trước không cách nào thành công. Trương Huyền nói. Đây là tư duy cố định, chúng ta là danh sư, đồng thời cũng là đệ tử, làm đệ tử, cần phát tán tư duy, mà không phải chỉ nghe lão sư, không dám phản bác, thật muốn như vậy. Thật giống như hôm nay ta đối mặt Điền Thanh Phó Điện Chủ, biết rất rõ ràng là sai, vì sao không dám nói. Thực lực của hắn mạnh mẽ hơn ta không cách nào phản kháng, cái kia tự nhiên phải vận dụng một ít thủ đoạn, cái này là vì bảo vệ mình, càng là vì tiến bộ tốt hơn. Cái kia, nếu có danh sư rất lợi hại, lấy quy tắc cùng đại nghĩa tới phô trương, để cho ta nhất định phải tiếp nhận thì sao? Lạc Thất Thất nhìn qua. Tuân theo nội tâm. Trương Huyền cười cười. Danh sư càng lợi hại, còn có thể lợi hại qua Khổng sư sao? Khổng sư bảo ta giết người, chẳng lẽ ta sẽ phải giết người? Hết thảy tuân theo nội tâm của ngươi. Chỉ cần không muốn, hoàn toàn có thể không đáp ứng. Không tôn trọng nội tâm của ngươi. Lại muốn ngươi tuân thủ quy tắc cùng đại nghĩa. Đối phương đã vi phạm với đạo lý danh sư, hắn cũng vi phạm, mình dùng chút mưu kế cùng thủ đoạn lại có gì sai chứ? Cái này, ánh mắt của Lạc Thất Thất càng ngày càng sáng, tựa hồ lý giải được. Tốt rồi, thủ đoạn chỉ là phụ trợ, là phương pháp cam đoan ngươi không bị thương tổn, cùng lý luận danh sư không hề xung đột, không cần buồn lo vô cớ, nghĩ nhiều như vậy. Trương Huyền lắc đầu. Đối phương rõ ràng cho thấy lâm vào ngõ cụt. Đọc sách không phải là đọc sách chết, chết đọc sách, danh sư, cũng không phải ngốc tử chỉ biết tuân thủ quy củ, thời điểm nên biến báo sẽ phải biến báo. Vị Lạc Thất Thất này, vô luận thiên phú hay cái gì đều rất tốt, nhưng không có biến báo như Hồ Yêu Yêu. Ta hiểu được. Nghe xong giải thích, Lạc Thất Thất hưng phấn đến ánh mắt tỏa ánh sáng, lần nữa nhìn qua. Nếu như lão sư biến báo như thế, không câu nệ lễ phép, ta liền nói thật đi, lão sư. Ta thích ngươi. Trương Huyền, chương 2169, Trương Cửu Tiêu 1. Trước mắt tối đen, Trương Huyền thiếu chút nữa té ngã trên đất. Cho rằng trong lòng đối phương là thật xoắn xuýt, bàng hoàng, không biết làm sao, nằm mơ cũng không nghĩ đến, ở chỗ này đào hầm chờ mình. Luôn là hắn đào hầm cho người khác, làm sao cũng không có nghĩ đến. Bị một tiểu nha đầu lừa gạt. Trước hỏi rất nhiều đạo lý lớn, bản thân giải thích tuân theo nội tâm. Kết quả. Người thì tuân theo nội tâm như vậy hay sao? Ta cũng thích ngươi, ưa thích đám người Huyền Huyền hội, thân là lão sư, không yêu mến bọn ngươi, làm sao có thể giảng bài? Vẻ mặt lúng túng, Trương Huyền khoát tay áo. Bị một học sinh thổ lộ, quá mất mặt rồi. Lão sư biết rõ ý của ta thích chỉ không là loại này. Lạc Thất Thất ngẩng đầu. Đi chiến sư đường đi, ta còn có việc. Nói xong, không để ý tới đối phương nữa. Trương Huyền xoay người chạy về phía danh sư đường. Khanh khách, Lạc Thất Thất nở nụ cười. Vị lão sư này của mình luôn luôn trầm ổn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoảng hốt chạy bừa, trực tiếp đào tẩu như vậy. Dù sao ngươi cũng nói tuân theo nội tâm, dù ta xưng hô ngươi là sư phụ, nhưng không có bái sư chính thức. Chỉ cần không phải thân truyền, liền không coi vào đâu. Đôi mi thanh tú nhấc lên, khóe miệng của Lạc Thất Thất cong cong. Lúc trước, nàng một mực áp chế ý nghĩ trong lòng, thầy trò chi lễ,
không thể vượt qua, giờ phút này trải qua lão sư răn dạy, sáng tỏ thông suốt, dáng tươi cười cũng nhiều hơn trước. Nàng xưng hô Trương Huyền là lão sư, nhưng chưa bái sư, chỉ là đệ tử truyền thụ phụ tu mà thôi, không tính là lão sư chính thức. Đã như vậy, ưa thích đối phương, cũng không tính trái quy củ. Vù vù, thực nguy hiểm. Bay một đoạn, Trương Huyền dừng lại, đầu chảy đầy mồ hôi lạnh. Tuy hắn làm việc có đôi khi không nắm chắc, không bị quy củ ràng buộc, nhưng đệ tử chính là đệ tử, cái này là không thể sằng bậy, nếu không sao làm danh sư, làm gương sáng cho người khác. Hai tử bây giờ, đều to gan như vậy sao? Lắc đầu. Bản thân thổ lộ Lạc Nhược Hy, là hao tốn công phu rất lớn, xoắn suýt không biết bao lâu mới mở miệng. Nhà đầu kia trực tiếp một câu, ta thích ngươi. Má ơi, may mắn chạy nhanh, nếu không còn không nói ra càng nhiều, càng khiến người ta lúng túng sao? Thế Phong Nhật Hạ a, Thế Phong Nhật Hạ. Lắc đầu, Trương Huyền phiền muộn. Hắn luôn giữ mình trong sạch, cũng không cùng nữ tử có quá nhiều dây dưa, không nghĩ tới lại gặp một màn khó có thể xuống đài như thế. Ngẫm lại cũng cảm thấy đau đầu. Điều này làm cho hắn về sau làm sao đối mặt Lạc Thất Thất. Được rồi, không nghĩ, đi danh sư đường trước. Vận chuyển tâm cảnh, lần nữa khôi phục cảnh giới tâm như chỉ thủy, Trương Huyền đang định đi danh sư đường, liền chứng kiến một thân ảnh xinh đẹp cấp tốc bay đến. Trương sư, Ngọc Phi Nhi, ngươi không phải đã đi trở về sao? Trương Huyền sững sờ. Đúng là Ngọc Phi Nhi vừa mới rời đi, lúc này không biết lúc nào nữ hài đã thay đổi một bộ y phục màu lửa đỏ, cực kỳ bó sát người, dáng người uyển chuyển hoàn mỹ hiện ra. Không thể không nói, vị công chúa nóng bỏng này, dáng người hoàn toàn chính xác vô cùng tốt, tuy không kịp Hồ Yêu Yêu, nhưng đường cong hết sức rõ ràng, trước sau lồi lõm, hai chân thẳng tắp thon dài, tuyệt đối là một tuyệt thế mỹ nhân ngàn dặm mới tìm được. Nhất là trước ngực, không biết có phải cố ý sửa sang hay không, hay lúc trước không có chú ý, dưới quần áo bó sát áp bách, dị thường sung mãn, kéo ra đường cong kinh người. Trương sư, ta cũng có sự tình nói với ngươi. Ngọc Phi Nhi nghiến răng. Khục khục, ta còn có việc, ngày khác đi. Trương Huyền khoát tay. Không được, ngươi có thể nghe Thất Thất nói, vì cái gì không thể nghe ta. Ngọc Phi Nhi như muốn khóc nói. Cái này, trên đầu Trương Huyền tràn đầy mồ hôi lạnh. Kỳ thật coi như là hắn tình thương thấp, chứng kiến đối phương tận lực thay đổi quần áo, hơn nữa biểu hiện rõ ràng như thế, cũng có thể đoán ra một chút. Ta chỉ có một câu, muốn nói với Trương sư, người đi đâu, ta nguyện ý theo ở phía sau, đi đến hết đời. Ngọc Phi Nhi nói, nàng luôn nóng bỏng, làm việc cũng quyết đoán, bất quá có thể nói ra lời này, đã là cố gắng lớn nhất. Nguyên lai là như vậy à? Nghe nói như thế, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, vung tay lên. Vậy thì bái sư đi, thành học sinh của ta, ta sẽ một mực mang theo ngươi, nếu không. Làm tỳ nữ cũng được, như vậy có thể đi hết cả một đời. Ngươi, Ngọc Phi Nhi nghiến răng. Ách, không muốn bái sư, như vậy mà nói về sau không cần nhắc lại, ta còn có việc. Vù vù, không có chút lưu lại nào, Trương Huyền thi triển thiên đạo thân pháp, nháy mắt liền triển khai đến cực hạn, biến mất tức thì. Hừ, thấy hắn rời đi. Nắm đấm Ngọc Phi Nhi siết chặt lúc này mới buông ra, cúi đầu nhìn thoáng qua, mỉm cười. Ta cũng muốn nhìn xem, ta cùng Thất Thất, ngươi sẽ lựa chọn ai? Cái này gọi là chuyện gì? Chạy trốn tới một ngõ hẻm không ai, lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng thở ra. Chương 2170, Trương Cửu Tiêu 2. Vốn tưởng rằng là một màn khó có thể xuống đài, kết quả là hai màn, liên tục được thổ lộ, áp lực thật sự quá lớn. Nếu không phải gần đây tâm cảnh tăng cao, chỉ sợ tâm tính không ổn định, có thể sẽ ra sông tự sát a. Xem ra, nhất định phải mau chóng tìm được Nhược Hy, cho thấy ta đã có bạn gái, để các nàng hết hy vọng, nếu không tiếp tục như vậy, quá bị động rồi. Trương Huyền lắc đầu. Người quá ưu tú thì có loại phiền não này. Thật sự là đau đầu. Xem ra, phải đi tìm Lạc Nhược Hy, cho thấy danh hoa có chủ, nếu không một mực như vậy, làm sao được. Cũng không muốn bị người luân phiên thổ lộ. Hai cái còn có thể chịu được, nếu liên tiếp 10 cái, sẽ không có thời gian tu luyện a. Lần sau, nhìn thấy nữ nhân, phải sớm thu làm đệ tử, ngàn vạn lần không thể cho nàng bất luận cơ hội gì. Nâng cằm trầm tư thoáng cái. Thật sự không được, nhìn thấy nữ hài xinh đẹp trực tiếp thu đồ đệ, nếu không để đối phương nhớ thương, sẽ rất phiền toái. Vừa cảm khái vừa đi về phía trước,
chỉ chốc lát, cuối cùng đã tới danh sư đường. Danh sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc, so với chiến sư đường càng thêm rộng lớn, kiến trúc cao lớn, đại biểu thân phận cùng tôn nghiêm của chức nghiệp thứ nhất, còn chưa tới trước mặt, liền chứng kiến không ít danh sư ra ra vào vào, càng có vô số tu luyện giả đến đây bái sư. Tìm ngõ hẻm không ai, thay đổi danh sư bào, mang lên huy chương danh sư, lúc này Trương Huyền mới đi vào trong. Chứng kiến 6 ngôi sao trước ngực, quả nhiên không ai ngăn trở, tất cả đều tràn đầy cung kính. Danh sư lục tinh, ở trong mắt đám người cao nhất của Thanh Nguyên Đế Quốc không tính là quá lợi hại, nhưng ở trong mắt người bình thường, lại là cực kỳ tôn sùng, nhất là lục tinh trẻ tuổi như vậy, chỉ cần không vẫn lạc, trở thành thất tinh tuyệt đối ván đã đóng thuyền. Trương sư, có thể ký tên cho ta không? Ký ở trên áo lót cũng được. Ta tới trước, ký ở chỗ này của ta. Ngươi cút sang một bên, Trương sư là của ta. Vừa đi vào đại môn danh sư đường, liền chứng kiến một đám nữ tử lao đến. Ta, Trương Huyền biến sắc, thấy qua người hâm mộ, cũng không thấy ở trước công chúng liền xông lại, muốn ký tên ở trên nội y như vậy. Chư vị, tâm tình các ngươi kích động ta có thể lý giải, nhưng mà ta là người chính trực, hơn nữa có bạn gái, không phải tùy tiện liền ký tên. Lại nói, nhìn một danh sư, ta hy vọng các ngươi quan tâm phẩm chất nhiều một chút, không nên chỉ xem bề ngoài. Bàn tay dựng thẳng lên, vẻ mặt Trương Huyền ngôn từ chính nghĩa, bất quá nói còn chưa dứt lời, liền thấy bọn nữ tử này vọt qua bên người, đồng loạt lao về phía trước. Bệnh tâm thần. Một nữ tử đi vào trước mặt, hừ một tiếng, vẻ mặt tràn đầy khinh thường, ngay sau đó đung đưa khuôn mặt đầy thịt mỡ, cùng bờ mông giống như cối xay, xông về trước hô. Trương sư, chờ ta một chút. Nhìn theo phương hướng nàng phóng đi, Trương Huyền nhìn sang, lập tức chứng kiến một thanh niên áo trắng đứng ở cách đó không xa, trước ngực bảy vì sao lóng lánh hào quang, vẻ mặt áy náy nhìn về phía mọi người. Chư vị, hôm nay ta còn có việc phải xử lý, hôm khác sẽ ký tên cho các ngươi. Chúng ta bây giờ muốn. Các nữ tử loạn hô. Tốt, tốt. Cười khổ một tiếng, thanh niên áo trắng hiện ra hàm dưỡng rất mạnh, bàn tay lăng không vẽ một bức tranh, thoăn thoắt, một cái tên lăng không xuất hiện. Hư không tụ sách, cái này là thư họa sư thất tinh. Lông nghi của Trương Huyền nhảy dựng. Thư họa sư, chia làm rất nhiều cảnh giới. Lục thực, linh động, ý tồn, kinh hồng, hóa linh trí phá phàm. Lĩnh ngộ linh trí phá phàm chính là thư họa sư lục tinh rồi. Trước lục tinh, đều cần trang giấy làm môi giới, mới có thể vẽ tranh, viết ra văn tự. Mà đạt tới thất tinh, có thể hư không họa sách, không cần trang giấy, cũng có thể lưu lại chữ viết. Vị thanh niên áo trắng trước mắt này, dùng bút hư không lưu lại chữ, xem xét liền biết, ở thư họa lĩnh ngộ đạt tới thất cảnh, cũng chính là thư họa sư thất tinh. Trương Cửu Tiêu. Nhìn rõ ràng tên, khóe miệng của Trương Huyền co lại. Nguyên lai người thanh niên này gọi Trương Cửu Tiêu, khó trách xưng hô Trương Sư. Còn tưởng là hắn. Cũng đúng, thiên hạ họ Trương vô cùng nhiều, cũng không chỉ có một Trương Sư như hắn. Chỉ là, hắn gọi Huyền, nhiều nhất vài thước, như một con châu chấu, người ta Cửu Tiêu, như là đại bàng. Ý cảnh kém quá nhiều. Đang cảm khái, lăng không viết ba chữ Trương Cửu Tiêu, lơ lửng trên không trung, mang theo ý vị cùng khí thức đặc thù, khiến người ta nhìn lên một cái, liền lưu luyến quên về, kìm lòng không được lâm vào trong đó. Đúng là năng lực đặc thù chỉ thất cảnh thư họa mới có. Tốt rồi, hôm nay ta chỉ viết một lần, các ngươi tự quyết định sở hữu, ta còn có việc, cáo từ trước. Viết xong tên, Trương Cửu Tiêu cười cười, mang theo ưu nhã xoay người rời đi. Thật sự là quá đẹp trai xuất sắc rồi. Rất nhiều nữ tử muốn ký tên, cực kỳ mê trai. Không hổ là Trương Sư, mỗi lần trở về, đều đưa tới vô số nữ tử, chúng ta theo ở phía sau, quả thực như không tồn tại. Đúng vậy, được xưng thiên tài thứ nhất của danh sư đường Thanh Nguyên Đế Quốc, 500 năm không gặp. Hơn nữa người lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, làm sao so sánh. Hoàn toàn chính xác không thể so sánh. Sau lưng Trương Huyền, mấy danh sư cười khổ đi tới. Đệ nhất thiên tài của Thanh Nguyên danh sư đường. Trương Huyền gật đầu. Tuổi còn trẻ thì đến được thất tinh, lại phụ tu thư họa sư, đẹp mắt như vậy, khó trách có thể khiến vô số nữ tử điên cuồng. Quả nhiên khắp nơi đều có thiên tài, tuy ta không kém, nhưng cũng không thể tự mãn. Trương Huyền âm thầm cảnh giác. Thiên tài ở đâu cũng có, coi như hắn tiến bộ rất nhanh, nhưng không thể kiêu ngạo. Trong lòng đang cảnh giác, liền thấy nữ tử vừa rồi lần nữa đi tới, khinh bỉ nhìn thoáng qua.
nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua nữ nhân xinh đẹp sao? Trương Huyền. Chương 2171, tin tức của Lạc Nhược Hy, 1. Nữ nhân xinh đẹp gặp qua không ít, hơn nữa vừa rồi còn có hai cái thổ lộ. Chỉ là, chưa thấy qua cối xay lớn như vậy, quả thực có thể dùng làm xe lu. Được rồi. Trương Huyền lười để ý đến, cũng không có gì phải tức giận, tìm người hỏi thăm chỗ ở của Ngô Sư, nhấc chân đi tới. Rời đi không xa, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, vội vàng đi về phía trước. Mộc Sư. Một bóng người xuất hiện ở trước mắt, không phải người khác, đúng là Mộc Viên Mộc Sư. Sau khi rời Khâu Ngô Cung, hắn liền trở về Phong Hào Đế Quốc, đáp ứng Ngô Sư tới danh sư đường, là định thuận tiện tìm vị này, không nghĩ tới vừa vặn đụng phải. Sư thúc. Thấy là hắn, Mộc Sư ôm quyền. Ân. Nhẹ gật đầu, Trương Huyền nhìn qua. Ngươi đột phá đến thánh vực tứ trọng rồi hả? Lúc trước Mộc Sư chỉ là thánh vực tam trọng, trong cơ thể có lực lượng kim thuộc tính áp chế, một mực không cách nào đột phá, chỉ có thể duy trì ở trong thất tinh, không nghĩ tới hơn một tháng không gặp, vậy mà đột phá gông cùng xiềng xích, đạt đến nguyên thần cảnh. Đúng vậy, nhờ có Dương Sư chỉ điểm, mới có hôm nay. Mộc Sư lộ ra vẻ cảm kích nồng đậm. Ban đầu ở Hồng Viễn Thành, gặp được Dương Sư, được chỉ điểm, lúc này mới có hôm nay, nếu không cả đời sẽ đều bị vây ở tam trọng, không cách nào đi ra. Không biết, Dương Sư có tới đế đô không? Ta muốn bái phỏng một chút. Hàn huyên vài câu, Mộc Sư hỏi. Vị ân nhân này, khiến hắn đi ra tâm lý oán hận, càng hóa giải lực lượng kim thuộc tính trong cơ thể, có thể đột phá, vẫn muốn tìm cơ hội nói một tiếng cảm tạ, chỉ bất quá đối phương thần long kiến thủ bất kiến vĩ, lần ấy từ biệt, hầu như không có gặp qua. Lão sư hành tung phiêu hốt, đều là hắn tìm ta, coi như là ta, cũng không liên lạc được. Trương Huyền lắc đầu. Cái thân phận Dương Huyền này, chỉ là một bối cảnh khiến người ta kiêng kỵ, nếu không hắn vô duyên vô cớ tiến bộ nhanh như vậy, chắc là sẽ bị người ngấp nghé, thậm chí gây chuyện không tốt, còn sẽ bị bắt đi nghiên cứu. Nhưng có vị này tỏa chấn, liền không giống, vô luận người nào muốn động thủ, đều phải suy nghĩ thoáng cái, đắc tội một vị có khả năng vượt qua danh sư bát tinh, có đáng giá hay không. Dù sao, loại danh sư cấp bậc này, không chỉ thực lực mạnh, càng trọng yếu là, sau lưng còn có chức nghiệp thứ nhất làm chỗ dựa. Dám đắc tội, thì có thể đối mặt khả năng bị tiêu diệt. Vu hồn sư cường đại không, đáng tiếc, ở trước mặt danh sư đường, như trước đơn giản bị nghiền nát. Nếu là bối cảnh, tự nhiên không có khả năng thường xuyên lấy ra khoe người, nếu không loại danh sư cấp bậc này liền không đáng tiền, bị người phát hiện sơ hở. Ta còn nghĩ có thể ở trước khi đi, gặp Dương Sư một lần, tự mình nói lời cảm tạ, xem ra. Không có cơ hội rồi. Mộc Sư cười khổ lắc đầu. Trước khi đi, Mộc Sư muốn đi đâu? Trương Huyền kỳ quái. Hắn chính là danh sư của Thanh Nguyên Phong Hào Đế Quốc, muốn đi đâu? Ta khôi phục thực lực, kim thuộc tính trong cơ thể tiêu trừ, nhớ tới lúc trước Dương Sư nói, vì vậy quyết định. Trở lại Mộc gia, mặc kệ đối phương xử trí như thế nào, cũng thản nhiên tiếp nhận. Ánh mắt Mộc Sư tràn đầy kiên định. Trương Huyền giật mình. Vị Mộc viên này, là người thánh nhân quý tộc Mộc gia, bởi vì ưa thích một nữ tử. Để lộ công pháp, bị trục xuất gia tộc, lưu lạc đến nơi đây. Đúng vậy, lá rụng về cội, ta cũng muốn đi trở về, không thể một mực phiêu bạt. Dù không được tha thứ, cuối cùng chết ở chỗ đó, cũng tốt hơn một mực lưu lạc ở bên ngoài. Mộc Sư gật đầu. Trương Huyền trầm mặc. Hắn chưa từng có gia tộc, cũng không có trải qua gia tộc, nên không biết loại tình cảm này. Bất quá, có thể từ trong mắt đối phương, nhìn ra mùi vị quyết tuyệt, tựa hồ coi như Mộc gia xử tử. Cũng cam tâm tình nguyện. Ta không muốn một mực làm. Đào binh. Mộc Sư cười khổ. Đào binh. Đúng vậy, trái gia tộc quy định, tự tiện hành động, chính là đào binh. Tuy lúc ấy không cảm thấy gì, nhưng từ khi rời gia tộc, không có một ngày không hối hận. Mộc Sư lắc đầu. Nhìn biểu lộ của đối phương, Trương Huyền không biết mở miệng khuyên can như thế nào. Trương Sư, ta biết rõ ngươi thích Lạc Sư, nhưng phải sớm khuyên ngươi vài câu. Mộc Sư nhìn qua, vị Trương Sư trước mắt này, quan hệ cùng Lạc Sư, hắn nhìn ở trong mắt, biết rất rõ ràng. Mời nói, thần thái của Trương Huyền cung kính. Thân phận chuẩn xác của Lạc Sư, ta cũng không rõ ràng, bất quá hẳn là cùng thánh nhân Lạc gia có liên quan thật lớn. Nếu thật là vị tiểu công chúa kia, trừ khi Dương Sư tự mình xuất thủ, nếu không, muốn cưới nàng, khẳng định không dễ dàng như vậy. Mộc Sư nói. Ngươi cũng không rõ ràng thân phận của nàng.
Trương Huyền sững sờ. Lạc sư là vị trước mắt này đưa đến Hồng Viễn học viện, vốn tưởng rằng biết nàng rất nhiều, không nghĩ tới, lại có thể nói như vậy. Đúng vậy, ta đã rất nhiều năm không có rời Thanh Nguyên Thành, càng rất nhiều năm không có trở về thánh nhân quý tộc, không ít chuyện không rõ ràng. Bất quá, Lạc sư trẻ tuổi như vậy, thực lực liền vượt xa ta, hẳn là vị tiểu thiên tài kia của Lạc gia. Không chỉ khống chế bảo vật quan trọng nhất của Lạc gia, còn là huyết mạch tinh thuần nhất. Loại người này, là không thể nào tùy tiện gả cho ngoại nhân. Mộc sư lắc đầu. Ta biết rõ. Trương Huyền thở dài. Hắn nghe Hàn hội trưởng cùng Ngô sư thông báo qua rồi. Biết rõ muốn lấy Lạc sư rất khó. Bất quá, hắn không quan tâm. Thân là thiên nhận danh sư cùng thiên nhận thánh giả, có tự tin cùng quyết đoán này. Quản hắn là ai, dám ngăn trở. Nghiền ép là được. Chương 2172, tin tức của Lạc Nhược Hy 2. Biết rõ là tốt rồi, ta khuyên ngươi, chỉ có một câu, ngàn vạn lần đừng để cho nàng. Hối hận. Mộc sư nói. Hối hận. Trong lòng Trương Huyền dùng mình. Lúc trước hắn còn nghĩ, nếu như Lạc gia thật không đồng ý, chờ thực lực mạnh, hoàn toàn có thể cướp người đi, dám phản kháng, trực tiếp nghiền ép. Nghe được khẩu khí của đối phương, cùng chứng kiến kinh nghiệm của hắn, biết rõ làm như vậy, tuy có thể để Lạc Nhược Hy cùng mình chung một chỗ, nhưng chỉ sợ sẽ khiến nàng hối hận cả đời. Cũng đúng. Nàng vừa ra đời liền được toàn gia tộc chiếu cố cùng yêu thương, sớm đã có cảm xúc thâm hậu với gia tộc, chỉ vì yêu mình, khiến nàng cùng gia tộc náo tách ra mà nói, chỉ sợ thật sẽ khiến nàng hối hận một đời. Yên tâm đi, ta sẽ quang minh chính đại lấy nàng, không khiến nàng khó xử. Nắm đấm siết chặt, trong lòng Trương Huyền hạ quyết định. Muốn đối phương không đối nghịch gia tộc, chỉ có một biện pháp, đó chính là nỗ lực để thánh nhân Lạc gia thừa nhận mình. Chỉ có như vậy, mới không khiến Nhược Hy khó xử. Ngươi biết là tốt rồi. Thấy vị trước mắt này đã có quyết định, Mộc sư nhẹ gật đầu, không nói thêm lời. Đúng rồi, Mộc sư, Nhược Hy nàng, nói có việc phải ly khai, ngươi có biết nàng đi đâu không? Thánh nhân Lạc gia này, đến cùng ở địa phương nào? Trương Huyền nhìn không được hỏi. Lạc Nhược Hy đi rất vội vàng, không nói đi đâu, càng không nói mình đi nơi nào tìm. Nếu như Mộc sư cũng xuất thân thánh nhân quý tộc, nên biết một ít. Thánh nhân Lạc gia ở thánh thành Khúc Phụ. Bất quá, ta cho rằng nàng hẳn là không có về gia tộc, mà là đi thánh tử điện. Chần chừ một chút, Mộc sư nói. Thánh tử điện. Trương Huyền nhíu mày. Ân, thánh tử điện, là nơi tập hợp người trẻ tuổi có thiên phú trong thiên hạ, mà sáng lập, có thể đi vào trong đó, hầu như đều là hậu nhân của thánh nhân quý tộc, là tuyệt thế thiên tài cao cấp nhất trên đại lục. Ta nghe qua tin tức, vị tiểu công chúa Lạc gia kia, kỳ thật chính là đệ tử của thánh tử điện, bởi vì chuyện kia mà không vui, mới trốn đi, không biết tung tích. Suy nghĩ một chút, Mộc sư nói. Đệ tử của thánh tử điện. Trương Huyền khiếp sợ. Tuy không biết thực lực chân chính của Lạc Nhược Hy, nhưng nàng nhẹ nhõm đột phá giam cầm của Thiên Diệp Vương, dĩ nhiên vượt ra khỏi khả năng suy nghĩ. Thực lực như thế, chỉ là đệ tử. Nơi này không khỏi thật đáng sợ đi. Thánh tử điện, là địa phương bồi dưỡng thánh tử, danh sư đường đường chủ khóa trước, cùng gia chủ các đại gia tộc, hầu như đều xuất từ nơi đây. Trương sư, nếu quả thật muốn cho Lạc gia thừa nhận ngươi, hơn nữa thuận lý thành trương lấy Lạc sư, tốt nhất có thể đi vào nơi đây, hơn nữa từ trong mọi người trổ hết tài năng. Như vậy coi như không có bối cảnh gia tộc, cũng không ai dám khinh thường. Mộc sư nói tiếp. Trương Huyền gật đầu. Tuy người người đều biết, phía sau hắn có Dương sư. Thân thế không đơn giản, nhưng mà hắn tự mình biết xảy ra chuyện gì. Dương sư là giả, nếu quả thật muốn quang minh chính đại cưới Lạc Nhược Hy, khẳng định cầm không ra. Ở địa phương nhỏ tiểu đà tiểu nháo, giả vờ giả vịt, người khác nhìn không ra, gặp được danh sư chính thức, khẳng định thoáng cái sẽ lộ, gây chuyện không tốt, chết cũng không biết chết như thế nào. Nếu quả thật có thánh tử điện, hơn nữa có thể đi vào mà nói, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên. Để hắn động tâm nhất chính là, có thể sớm đi tìm Lạc Nhược Hy. Vừa nói yêu thương, đừng nói lâu như vậy không gặp, coi như một ngày không gặp, cũng trắng đêm tưởng niệm. Không biết, làm sao đi vào thánh tử điện kia? Trương Huyền hỏi. Thánh tử điện, hàng năm trung tuần tháng 9 khai giảng, đều tuyển nhận đệ tử mới, danh sư đường của phong hào đế quốc, đều có một danh ngạch, nếu như có thể được. Tự nhiên có thể đi vào. Mộc sư gật đầu. Trung tuần tháng 9. Vẫn chưa tới 2 tháng. Lông mi Trương Huyền nhảy dựng. Hắn tới thế giới này đã gần 1 năm.
thời điểm tới, vừa mới khai giảng, nói cách khác. Cách khai giảng đã chưa đủ 2 tháng. Đúng vậy, chưa đủ 2 tháng, chuẩn xác mà nói, là 1 tháng 17 ngày. Mục sư đáp, cái này, Trương Huyền nhíu mày. Vậy không biết, muốn được danh ngạch này, đối với thực lực cùng cấp bậc danh sư có yêu cầu hay không? Nếu là thiên tài cao cấp nhất của toàn bộ đại lục tập trung, tự nhiên không có khả năng tùy tiện người nào cũng có thể đi vào, khẳng định có điều kiện tiên quyết cùng yêu cầu. Tự nhiên có. Mục sư nhẹ gật đầu. Trước 30 tuổi, thấp nhất trở thành danh sư thất tinh trung phẩm, tu vi kém cỏi nhất cũng phải đạt tới thai anh cảnh. Mục sư nói. Thất tinh trung phẩm. Trương Huyền gật đầu. Hắn bây giờ cách thai anh cảnh chỉ kém một tia, chỉ cần tìm được thiên đạo công pháp cùng tinh nguyên thượng phẩm, hẳn là vô cùng dễ dàng đột phá. Vấn đề không lớn. Bất quá, danh ngạch của danh sư đường chúng ta, không sai biệt lắm định rồi, là cẩu đường chủ tự mình làm. Ta sợ trương sư ngươi chưa hẳn có thể lấy được. Dừng lại một chút, mục sư nhíu mày. Không sai biệt lắm định rồi. Ai? Còn nghĩ nắm bắt danh ngạch tới tay, không nghĩ tới đã định rồi, sắc mặt Trương Huyền trầm xuống, đột nhiên một bóng người từ trong đầu xông ra, nhịn không được mở miệng. Chẳng lẽ ngươi nói chính là vị Trương Cửu Tiêu kia? Mục sư gật đầu. Đúng vậy, đúng là hắn, nếu đoán không sai, hẳn là đời sau của thánh nhân Trương gia. Chương 2173, Luyện Tâm Kiều 1. Thánh nhân Trương gia. Sắc mặt Trương Huyền trầm xuống. Lúc trước Ngô sư cùng Hàn hội trưởng đã nói với hắn, vị tiểu công chúa kia của Lạc gia cùng một thánh nhân quý tộc có hôn ước. Mà gia tộc này, chính là thánh nhân Trương gia. Nguyên nhân chính là như thế, vừa nghe đến cái tên này, trong lòng liền không thoải mái. Chuyện khác có thể làm được tâm như chỉ thủy, gợn sóng không sinh, nhưng ở trong chuyện này, tuyệt đối làm không được. Nếu không, lúc trước cũng không đến mức nghe được Phùng Huân thổ lộ, liền đập hắn 2 trận rồi. Không sai, bất quá ta cũng chỉ là suy đoán, trên thực tế không cách nào xác định. Mục sư gật đầu. Không đúng. Trương Huyền trần trừ nói. Nếu như thánh tử điện này đã dung nạp hậu nhân thánh nhân quý tộc, người của Trương gia hẳn có thể trực tiếp đi vào, vì sao chạy đến Thanh Nguyên đế quốc đoạt danh ngạch? Thánh tử điện đối với thánh nhân quý tộc, hoàn toàn chính xác ưu ái, phong hào đế quốc danh sư đường bình thường chỉ có 1 danh ngạch, mà một thánh nhân quý tộc, thấp nhất cũng có 10 cái. Tồn tại giống như Trương gia, chỉ sợ hàng năm có thể bắt được ít nhất 30. Mục sư nhẹ gật đầu, tiếp tục nói. Bất quá, đối với loại đại gia tộc này, 30 danh ngạch, không có khả năng bao hàm tất cả thiên tài, nhiều nhất chỉ có thể cam đoan đệ tử hạch tâm huyết mạch tinh thuần có thể đi vào, mà đối với những đệ tử chi thứ, liền không có cơ hội. Vì vậy những người này, bình thường đều phân tán đến phong hào đế quốc cấp dưới, tranh thủ danh ngạch, một khi đi vào thánh tử điện, có thể được tài nguyên tốt nhất cùng truyền thừa ưu tú nhất, đối với chi thứ của đại gia tộc mà nói, tuyệt đối là cơ hội cải biến vận mạng, không ai sẽ buông tha. Vậy bọn họ sẽ tới nơi đây? Có bọn họ, thiên tài của phong hào đế quốc chẳng phải liền không còn cơ hội. Trương Huyền không vui. Một phong hào đế quốc chỉ có 1 danh ngạch, đối phương chạy tới chiếm, người trước chẳng phải liền mất đi. Mạnh được yếu thua, đây cũng là chuyện không có cách nào, nếu như thiên tài của phong hào đế quốc có thể vượt qua hắn, đối phương cũng không dám sằng bậy, nhưng mà không vượt qua, chỉ có thể trơ mắt nhìn danh ngạch bị cướp. Mục sư lắc đầu. Vô luận ở địa phương nào, chỉ cần có danh sư đường, coi như là thánh nhân quý tộc cũng không dám quá phận. Nhưng mà thiên tài của ngươi không bằng ta, vậy ngượng ngùng. Thánh tử điện chỉ cần người mạnh nhất, không bằng người khác, chính là không bằng, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Điều này cũng đúng. Trương Huyền gật đầu. Thật giống như chiến sư đường tuyển chọn, đệ tử Hồng Viễn đế quốc bọn hắn, sức chiến đấu cường đại, tự nhiên toàn bộ được chọn, 3 học viện khác, chỉ có thể khôn sống mống chết, vốn rất nhiều người có hy vọng, liền không có tư cách rồi. Tu luyện chính là tàn khốc như vậy. Bất quá, có danh sư đường, rất nhiều quy tắc rất công bằng, coi như là thân phận bình thường, chỉ cần có đầy đủ thiên phú, cũng có thể ra mặt, tựa như hắn. Bất quá là một cô nhi ở Thiên Huyền Vương quốc mà thôi, lại bằng vào cố gắng của mình, từng bước một đi cho tới bây giờ, thậm chí còn thành viện trưởng danh sư học viện. Vị Trương Cửu Tiêu này, dù chỉ là Trương gia chi thứ, nhưng mà thiên phú hoàn toàn chính xác vô cùng đáng sợ, năm nay vừa mới 27 tuổi. Dĩ nhiên đạt đến danh sư thất tinh trung phẩm, thánh vực tam trọng đỉnh phong, nghiền ép tất cả danh sư của danh sư đường Thanh Nguyên đế quốc, tự nhiên không hề nghi ngờ liền có được danh ngạch. Mục sư cảm khái.
Kỳ thật chi thứ của đại gia tộc địa vị cũng không cao, có thể hưởng dụng tài nguyên không nhiều, bằng chừng ấy tuổi, có thể đạt tới loại thực lực này, ném đi một phần năng lực huyết mạch, thiên phú cùng nỗ lực cũng làm cho người không thể không phục. Ân, Trương Huyền cảm động lây. Đúng là như thế, dù người có thiên phú, nếu như không nỗ lực, cũng đều là uổng công. Thật giống như hắn, vất vả khổ cực tu luyện tiếp cận một năm, cũng mới đạt tới loại thực lực này, trong đó chua xót một lời khó nói hết, ngoại nhân làm sao biết. Thánh tử điện ta khẳng định phải đi, nên làm sao mới có thể được danh ngạch này. Trương Huyền nhìn qua, nếu như Lạc Nhược Hy ở thánh tử điện, như vậy hắn khẳng định phải đi, không cần biết dùng phương thức gì, cũng nhất định phải được danh ngạch. Chỉ có một cơ hội, 20 ngày sau, thánh tử điện sẽ chuyên môn phái tiếp dẫn sứ giả tới, tiếp dẫn thiên tài tiến về trước, nếu như trước đó, thực lực của ngươi có thể đạt tới thánh vực tam trọng đỉnh phong, thuận lợi trở thành danh sư thất tinh, các hạng thiên phú đều vượt qua Trương Cửu Tiêu, tự nhiên có thể đạt được tư cách, ta biết rõ thời gian có thể sẽ có chút gấp gáp, nhưng mà không có lựa chọn khác. Mục sư nói, 20 ngày, Trương Huyền nhẹ gật đầu, tốt, nếu như chỉ là 2-3 ngày. Khả năng còn có chút gấp, 20 ngày với hắn mà nói tuyệt đối đủ rồi. Tốt, mục sư nghi hoặc nhìn lại. Ta nhớ được không sai, thực lực của ngươi hẳn là chỉ có thánh vực nhất trọng đỉnh phong, cách tam trọng còn có trọn vẹn 2 đại cấp. À, đêm qua không cẩn thận đột phá thánh vực nhị trọng đỉnh phong rồi. Trương Huyền cười cười. Hắn không có tận lực biểu hiện ra tu vi, coi như là mục sư cũng nhìn không thấu, lúc này nói xong, khẽ tiết lộ một tia khí tức. Không cẩn thận, thánh vực nhị trọng, đỉnh phong. Khóe miệng mộc sư co lại, một hơi giấu ở ngực, cả buổi mới trì hoãn được, nhịn không được cảm khái. Thiên phú của Trương sư quả nhiên lợi hại. Thời điểm ở Khâu Ngô Cung, đối phương vẫn chỉ là thánh vực nhất trọng đỉnh phong, một tháng liền gia tăng lên một cái đại, tốc độ tiến bộ cực nhanh, quả thực nghe rợn cả người. Bất quá chỉ như vậy mà nói, chỉ sợ còn chưa đủ. Không nói trước thánh vực tam trọng thai anh cảnh. Cùng thần thức cảnh có bất đồng thật lớn, còn cần linh hồn cùng nguyên thai hoàn mỹ dung hợp, mặc dù có thiên phú, chỉ sợ cũng cần tiêu phí mấy năm mới có thể hoàn thành. Chương 2174, Luyện Tâm Kiểu 2. Mộc sư cũng không xem trọng. Tu vi đạt tới thánh vực, nhất tầng nhất trọng thiên, coi như là người thiên phú tuyệt hảo, cũng không biết tiêu phí bao nhiêu thời gian mới có thể tiến bộ, muốn ở trong 20 ngày đột phá, nói thật. Có chút ép buộc. Mấu chốt nhất là... Trương Cửu Tiêu cũng không phải thánh vực tam trọng đỉnh phong bình thường, mà là tích lũy vô cùng hùng hậu, có thể vượt cấp chiến đấu, cường giả tứ trọng bình thường cũng rất khó thắng được, coi như là ta, đã đột phá, muốn thắng được cũng chỉ là 5 năm. Mộc sư cảm khái. Hắn đã từng là đệ tử hạch tâm của Mộc gia, nguyên nhân chính là như thế, mới có thể bởi vì để lộ công pháp mà bị trục xuất gia tộc, đột phá đến tứ trọng, mới có thể cùng đối phương tam trọng đỉnh phong lực lượng ngang nhau, đủ thấy đáng sợ. Ngươi cùng hắn 5 năm. Trương Huyền nhíu mày. Mộc sư, có thể kiểm tra thực lực của ta một chút không? Khảo thí. Biết rõ ý của hắn, mộc sư cười cười, mang theo hắn đi tới một chỗ luyện võ trường của danh sư đường, hai tay giao nhau ở trước ngực, dưới chân bất đinh bất bát không khép không hở. Ngươi có thể xuất thủ, hôm qua mới vừa đột phá, hẳn là tu vi còn không có triệt để củng cố, yên tâm đi, ta không dùng toàn lực. Chỉ cho ngươi nhận thức thoáng cái, cường giả nguyên thần cảnh đáng sợ. Vù vù. Mộc sư lời còn chưa dứt, liền chứng kiến một thân ảnh đột ngột xuất hiện trước mắt, ngay sau đó một nắm đấm thẳng tắp đập tới ngực. Hả? Không nghĩ tới vị này tốc độ nhanh như vậy, lông mi nhìn không được nhảy lên, lực lượng toàn thân mộc sư tập trung lại, đang định đối kháng, lại cảm thấy một cỗ lực lượng áp bách linh hồn phô thiên cái địa tập kích đến. Bành! Còn chưa kịp phản ứng, cả người lập tức bay ngược ra ngoài. Thẳng tắp bay ra luyện võ trường, lưng trùng trùng điệp điệp dán ở trên vách tường, phun máu tươi từng ngụm từng ngụm. Ngay sau đó, bên tai vang lên thanh âm tràn đầy áy náy. Ngại ngùng, mục sư, người có khỏe không? Vừa rồi ta đã vô cùng khắc chế, chỉ dùng 1/5 lực lượng. Phốc, sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, mục sư thiếu chút nữa hôn mê ngay tại chỗ. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn thật hoài nghi mình là đối mặt thánh vực tứ trọng đỉnh phong. Mà không phải nhị trọng. Loại thực lực này coi như là 5 cái hắn, cũng không phải đối thủ. Vội vã gỡ mộc sư từ trên tường xuống, vẻ mặt Trương Huyền tràn đầy áy náy, đồng thời mang theo nghi hoặc. Người nói vị danh sư Trương Cửu Tiêu kia, cũng chỉ có chút thực lực ấy. Khục khục. Lần nữa ho ra một ngụm máu tươi,
sắc mặt Mộc Sư đỏ bừng. Tuy công pháp Mộc gia không am hiểu chiến đấu, nhưng mà dù sao hắn cũng từng nhận được đệ tử hạch tâm chân truyền, sức chiến đấu so sánh đồng cấp cường đại hơn không ít. Kết quả không nghĩ tới ngay cả một quyền cũng không chống đỡ được, đã bị đánh lên tường. Ngẫm lại cũng tràn đầy bực bội. Trên thực tế, thực lực của Trương Cửu Tiêu, so với ta hơi mạnh mẽ hơn một ít. Bất quá, sức chiến đấu như ngươi, coi như không có đột phá, hẳn cũng đủ rồi. Qua nửa ngày mới khôi phục nguyên khí, Mộc Sư có chút lúng túng nói. Chỉ là thánh vực nhị trọng liền cường đại như thế, một khi đột phá, coi như Trương Cửu Tiêu là đệ tử Trương gia, chỉ sợ cũng rất khó chống chọi. Ngoại trừ có yêu cầu với thực lực cùng cấp bậc danh sư, thánh tử điện còn cần tiến hành dạng khảo hạch gì nữa không? Không bằng Mộc Sư tiếp tục giúp ta luyện đi. Trương Huyền nói. Không cần. Mộc Sư vội vàng lắc đầu. Thử tu vi một chút, thiếu chút nữa ngủm, hắn sợ tiếp tục nữa, tâm ma sinh sôi, vừa mới khôi phục tự tin sẽ tan rã lần nữa. Người bây giờ phải nhanh khảo hạch danh sư thất tinh, thánh tử điện yêu cầu thấp nhất, cần đạt tới cấp bậc này. Làm không được, coi như là sức chiến đấu mạnh hơn nữa, cũng không có cách nào. Trương Huyền gật đầu. Hai ngày này mục tiêu lớn nhất của hắn, chính là khảo hạch danh sư thất tinh. Coi như không cần đối phương nói, cũng sẽ nỗ lực. Nên nói ta đây cũng nói đã xong, ta còn muốn chạy đi, như vậy cáo từ. Bàn giao xong Mộc Sư không nói thêm lời, xoay người vội vã rời đi. Nói thật, cùng gia hỏa này chung đụng thời gian càng dài, bị đả kích càng nhiều, thực sự thật vất vả tích góp chút lòng tin, sẽ tan thành mây khói. Ách! Không nghĩ tới Mộc Sư nói đi là đi, không dây dưa dài dòng chút nào, Trương Huyền lắc đầu, đi ra luyện võ trường, tiếp tục đi đến chỗ ở của Ngô Sư. Trương Sư, cố gắng lên! Trương Sư, chúng ta tin tưởng ngươi, khẳng định có thể sáng chế ra kỷ lục mới. Mới đi không xa, chợt nghe tiếng thét chói tai liên tiếp. Xuyên qua dòng người, Trương Huyền nhìn sang, sau đó chứng kiến một cái cầu đá thật dài xuất hiện ở trước mắt. Một người đang đứng ở trên cầu đá, trên đầu ứa ra mồ hôi, tựa hồ đang đau khổ kiên trì. Đúng là vị hậu nhân Trương gia kia, Trương Cửu Tiêu. Cái này là đang làm gì đó? Vẻ mặt Trương Huyền tràn đầy kỳ quái. Sông luyện tâm kiều. Cách đó không xa một danh sư mở miệng. Chương 2175, cố gắng lên. 1. Luyện tâm kiều. Trương Huyền không hiểu, quay đầu nhìn sang, nói chuyện chính là một danh sư lục tinh tương đương hắn. Đại khái chừng 40 tuổi, vẻ mặt tang thương. Trương sư trẻ tuổi như vậy thì có loại thực lực này, bởi vì thực lực gia tăng quá nhanh, tâm cảnh liền biến thành sơ hở lớn nhất, bởi vậy, cầu đường chủ bảo hắn ma luyện thật tốt, lần này vừa rèn luyện về, liền định kiểm tra một chút, tranh thủ đột phá ghi chép lúc trước. Danh sư lục tinh giải thích. Trương Cửu Tiêu chưa đủ 30, liền có được thực lực thánh vực tam trọng đỉnh phong, cấp bậc danh sư càng đạt đến thất tinh, bởi vì xuất thân thánh nhân Trương gia, các phương diện khác đều không chê vào đâu được, chỉ có tâm cảnh là khuyết điểm lớn nhất. Nguyên nhân chính là như thế, những ngày này hắn nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Khục khục, ta hỏi chính là luyện tâm kiều. Trương Huyền lắc đầu. Hắn kỳ quái chính là luyện tâm kiều là cái gì? Đối với Trương Cửu Tiêu kia, ở đâu mạnh ở đâu yếu, hắn không quan tâm. Về sau thật muốn tỉ thí, nghiền ép là được, một quyền chưa đủ liền hai quyền. Không cần thiết sớm đi nghiên cứu năng lực mạnh yếu của đối phương. Luyện tâm kiều là một pháp bảo đặc thù, đi vào trong đó, phải thừa nhận áp lực thực lớn, có thể khảo nghiệm tâm cảnh, tinh thần hơi chút yếu sẽ không kiên trì nổi. Cả cây cầu tổng cộng 10 khắc độ, danh sư thất tinh đỉnh phong cũng khó đi đến cuối. Lúc trước Trương sư cũng chỉ đi 4 bậc, lần này vừa về liền muốn kiểm tra một chút, xem có tiến bộ hay không. Danh sư lục tinh kỳ quái liếc nhìn Trương Huyền, bất quá vẫn giải thích cặn kẽ. Danh sư ở Thanh Nguyên đế quốc, không biết luyện tâm kiều hầu như không có, người trước mắt này, không quan tâm sông cửa là ai, không kinh ngạc đệ nhất thiên tài, lại quan tâm một cây cầu. Ngẫm lại cũng làm hắn im lặng. 4 khắc độ. Chớ xem thường 4 cái. Ghi chép 30 tuổi trở xuống của luyện tâm kiều, là Diệp Sư ở 2000 năm trước lưu lại, hắn cũng không quá đáng kiên trì 3 khắc độ mà thôi. Trương Sư, có thể kiên trì 4 cái đã rất mạnh rồi. Bất quá, yêu cầu của cầu đường chủ với hắn cực cao, cảm thấy còn chưa đủ, nên hắn mới vất vả ma luyện. Danh sư lục tinh nói. A, Trương Huyền đáp một tiếng. Ngươi không khiếp sợ. Thấy biểu lộ của thanh niên này giống như không có việc gì. Danh sư lục tinh nghẹn có chút khó chịu, nhịn không được hỏi.
Đổi lại người khác, nghe được thành tích huy hoàng như thế, hẳn là đã sớm kinh ngạc, nhưng gia hỏa trước mắt này. Một chút cảm giác cũng không có, là thật không hiểu, hay ngu ngốc. Khiếp sợ, tại sao phải khiếp sợ? Ngươi không nói có 10 khắc độ sao? Mới qua 4 cái, cho dù có tăng tiến, cũng không quá đáng là 5, 6 cái, không phải là cách viên mãn còn có khoảng cách rất lớn sao? Trương Huyền lắc đầu. Tâm cảnh, nói thật, hắn không có tu luyện qua, chân tâm nhận thức không đến khảo hạch luyện tâm kiểu khó khăn cùng thống khổ. Cái gì 4 khắc độ, 5 khắc độ, hoàn toàn không có khái niệm, ngay cả khái niệm cũng không có, nói gì tới kinh ngạc. Ngươi, nghe nói như thế, thân thể danh sư Lục Tinh nhoáng một cái, thiếu chút nữa hộc máu ngay tại chỗ, nhịn không được giải thích cặn kẽ. Luyện tâm kiều, danh sư thất tinh đỉnh phong cũng rất khó đi đến cuối. Nói cách khác, cường giả thánh vực tứ trọng đỉnh phong cũng không thể làm được. Thánh vực tứ trọng nguyên thần cảnh, nguyên thần cường đại, tâm cảnh tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Ngay cả bọn hắn cũng không đạt được 10 khắc độ, trương sư một thánh vực tam trọng, có thể vượt qua 4, đã là thành tích vô cùng đáng sợ. A. Trương Huyền gật đầu. Nguyên lai lợi hại như vậy, vậy, ta nên biểu hiện như thế nào? Là kinh ngạc, hay giống như những người kia, điên cuồng kêu ra? Được rồi. Thấy đối phương còn không hiểu, danh sư Lục Tinh lắc đầu. Hắn thực hoài nghi, gia hỏa này có phải từ đâu trộm danh sư bào mặc vào không? Đường đường danh sư, ngay cả luyện tâm kiều cũng không biết, thậm chí đối với thành tích dưới 30 tuổi, đạt tới 4 khắc độ cũng không lý giải. Lượng tri thức nên thiếu thốn bao nhiêu a? Mau nhìn, trương sư đột phá khắc độ thứ tư rồi. A, thật, thật là lợi hại, ta càng sùng bái rồi. Không hổ là thần tượng, vừa ra tay liền bỗng nhiên nổi tiếng, kích động đến nước mắt cũng chảy ra. Đúng lúc này, tiếng thét chói tai ở chung quanh càng ngày càng vang. Trương Huyền cùng vị danh sư Lục Tinh kia đồng loạt nhìn về phía trước. Chỉ thấy Trương Cửu Tiêu ở trên luyện tâm kiều. Dĩ nhiên tiếp cận vị trí trung tâm của cầu, tuy thoạt nhìn cực kỳ cố sức, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng lại còn kiên trì được. Đây là khắc độ. Trương Huyền thấy đối phương mệt mỏi thành dạng này, nhịn không được nhìn trên thân cầu, quả nhiên thấy phía trên ghi chú từng đạo hồng tuyến, vị Trương Cửu Tiêu này, vừa vặn đi qua đạo thứ tư, xem ra tựa hồ cách đạo thứ năm cũng không xa. Không hổ là đệ nhất thiên tài, ở đầm lầy tế bắc không đến một tháng, tâm cảnh liền tăng trưởng lớn như vậy. Xem ra trùng kích khắc độ thứ 5 cũng có khả năng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2175.